MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 296. Lực lượng quá mức phân tán, uy lực quả nhiên nhỏ rất nhiều. Nhìn thấy bốn cái thần chủ cảnh tồn tại không chết, Lục Minh khẽ chau mày, đối Hồng Hoang thức uy lực vẫn là có chút không vừa ý. Vừa rồi một kích kia, hắn để Hồng Hoang đại lục diện tích trở nên hết sức to lớn, mục đích là muốn đem tam tộc mấy trăm cao thủ đều bao phủ đi vào, bảo đảm không ai đào tẩu. Diện tích càng lớn, uy lực dĩ nhiên là nhỏ. Mặc dù đánh giết thần đế phía dưới tồn tại dư xài, nhưng là đối thần chủ cảnh tồn tại, lực sát thương vẫn là không đủ. Mấy cái thần chủ cảnh tồn tại liên thủ chống đối, chỉ là thụ thương, cũng không chết. Dạng này đã đủ. Lục Minh bàn tay vồ giữa không trung, một cán trường thương ngưng tụ mà ra, bước ra một bước, cực nhanh hướng về Gia Luật Xuyên đánh tới. Trường thương như Thái Sơn áp đỉnh một dạng đè xuống, to lớn vô cùng, bao trùm thương khung, đem Gia Luật Xuyên bao phủ ở bên trong, Gia Luật Xuyên trọng thương phía dưới, căn bản trốn không thoát. Cái kia băng lãnh đáng sợ sát cơ, để Gia Luật Xuyên tâm lý phát lạnh, hơi lạnh ứa ra. Không, đừng có giết ta, ta là thiên nhân tộc ban cho họ người, chẳng khác gì là thiên nhân tộc, ngươi giết ta, thiên nhân tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Gia Luật Xuyên hoảng sợ giống to. Không sai, hắn là thiên sứ tộc, lúc đầu không họ cái này, nhưng là hắn đối thiên nhân tộc trung thành tuyệt đối, lập xuống quá lớn công, cho nên thiên nhân tộc mới có thể ban cho họ với hắn. Đây đối với vũ trụ các tộc mà nói, là vô thượng vinh quang sự tình. Bị thiên nhân tộc ban cho họ, chẳng khác nào là nửa cái thiên nhân tộc, hành tẩu ở vũ trụ bên trong, muốn bị các tộc kính sợ. Kỳ thật đây cũng là thiên nhân tộc lôi kéo người thủ đoạn, vũ trụ các tộc có chút đối thiên nhân tộc lập xuống đại công, hơn nữa trung thành cảnh người, thiên nhân tộc sẽ ban cho họ. Đây cũng là khống chế các tộc một loại thủ đoạn. Bất quá, cái này Gia Luật Xuyên cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế mà lấy thiên nhân tộc uy hiếp Lục Minh, không biết cấm kỵ chi thể cùng thiên nhân tộc là chết đối đầu sao. Lấy thiên nhân tộc uy hiếp Lục Minh, không chết cũng phải chết. Buồn cười. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thế công không ngừng, trường thương lấy càng nhanh tốc độ càng kinh người hơn đè xuống, cuối cùng, đánh vào Gia Luật Xuyên trên thân. Gia Luật Xuyên phát ra không cam lòng kêu thảm, sau đó thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Một tôn thần chủ nhị trọng tồn tại, cứ như vậy bị giết. Muốn đi. Đón lấy, Lục Minh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, hàn quang lấp lóe. Bởi vì mặt khác bốn cái thần chủ cảnh tồn tại, đã tứ tán chạy trốn. Bọn họ hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu, tốc độ thật nhanh, đặc biệt so là vì kia huyết tộc thần chủ nhị trọng cường giả, hắn cánh khe vỗ, tinh không vỡ ra, hắn phá toái hư không mà đi, lóe lên một cái liền ở ngoài trăm vạn dặm. Nhưng là, Lục Minh sao lại để bọn hắn đào tẩu? Chiến thần thương xuất hiện ở trong tay, cấm kỵ chi lực điên cuồng tràn vào đến chiến thần thương. Bá! Chiến thần thương liền xông ra ngoài, xông về huyết tộc vị kia thần chủ nhị trọng cường giả. Quá nhanh, chiến thần thương nhanh đến cực điểm, xông vào hư không tối tăm, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là sau một khắc, tinh không xa xôi bên trong, truyền ra một tiếng hét thảm, đón lấy, một bộ thân ảnh khổng lồ xuất hiện, chính là cái kia huyết tộc thần chủ nhị trọng cường giả. Bất quá giờ phút này, đầu của người nọ đã nổ tung, không có chút nào âm thanh, hiển nhiên đã chết. Mà ở Lục Minh vung ra chiến thần thương đồng thời, Lục Minh thi triển ra đại na di thuật, xuất hiện ở Vu tộc Vu Sắc trước mặt. Ba cái thần chủ nhất trọng, trước đó nhận lấy Hồng Hoang thức công kích, thụ thương rất nặng, cho nên tốc độ cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, Lục Minh rất dễ dàng liền đuổi kịp. Lục Minh, Vu Sắc kinh hãi, cấp tốc lui lại, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Lúc trước, hắn truy sát qua Lục Minh, một mực giết tới Long tộc Mẫu Tinh. Năm đó cái kia trong mắt hắn không đáng nhắc tới run rế, bây giờ cũng đã trưởng thành đến một bước này, có thể tùy tiện giết hắn. Lục Minh không có chút nào trì hoãn, vừa xuất hiện, liền một quyền đánh ra. Vu Sắc giống to, thanh sắc câu lệ, bộc phát toàn lực chống đối, nhưng là vô dụng, đồng cấp một trận chiến, hắn và Lục Minh thực lực sai biệt, quá lớn. Huống hồ còn bị thương. Đụng một tiếng, Vu Sắc thân thể trực tiếp nổ bể ra. Hừ, thế thân thuật, ở trước mặt ta vô dụng. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bấm tay thành chảo, trực tiếp chộp tới một chỗ hư không. Hư không vỡ nát, kêu thảm truyền ra, một bóng người bị Lục Minh bắt đi ra. Chính là Vu Sắc. Nguyên lai, vừa rồi Vu Sắc dùng ra Vu tộc con rối thế thân thuật,
Lục Minh một quyền đánh chết chỉ là vu sắc con rối thế thân, hắn bản thể, đã trốn vào hư không bên trong, muốn thừa cơ đào tẩu. Nhưng là hắn tất cả hành động, đều trốn không thoát Lục Minh pháp nhãn. Hắn trực tiếp một chảo đem vu sắc bắt đi ra. Không, đừng có giết ta. Vu sắc hoảng sợ kêu to. Nhưng là Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, không thèm phí lời với hắn, móng vuốt dùng sức, cuồng bạo kình khí bộc phát, xông vào vu sắc thể nội. Vu sắc thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Vu sắc vừa mới chết, chiến thần thương liền bay trở về đến Lục Minh trong tay, bị Lục Minh bắt lấy. Bá! Đón lấy, Lục Minh lại là hất lên, chiến thần thương hướng về huyết tộc một cái khác thần chủ nhất trọng tồn tại bay đi. Mà chính hắn, thì triển ra đại na di thuật, hướng về thiên sứ tộc cái kia thần chủ nhất trọng tồn tại phóng đi. Đánh giết vu sắc, hơi như vậy vừa trì hoãn, hai cái này thần chủ nhất trọng tồn tại, đã chạy ra rất xa. Bất quá, Lục Minh có tự tin, chiến thần thương đầy đủ đánh giết cái kia huyết tộc thần chủ nhất trọng tồn tại. Chiến thần thương bị Lục Minh rót vào cấm kỵ chi lực về sau, lực lượng phi thường kinh người, hơn nữa chiến thần thương chính là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, bản thân có mạnh vô cùng linh tính, đánh giết một cái bị thương huyết tộc thần chủ nhất trọng, dư xài. Bá, bá, bá. Lục Minh cấp tốc hướng về kia cái thiên sứ tộc đuổi theo, song phương cự ly, đang không ngừng rút ngắn. Quá kinh khủng, Lục Minh quá kinh khủng, ta nhất định phải đem tin tức truyền đi, truyền cho thiên sứ tộc, truyền cho thiên nhân tộc. Thiên sứ tộc thần chủ nhất trọng tồn tại, một bên chạy trốn, một bên phải lấy mộng huyễn thần ngọc, tin tức truyền ra. Phá thiên thức, giết. Lục Minh quát lạnh, cả người hóa thành một cây trường thương, đồng thời, bộc phát ra bản nguyên chi lực. Lúc đầu, Lục Minh đối phó cái này dạng mặt hàng, là căn bản không cần đến bộc phát bản nguyên chi lực, nhưng là vì mau sớm đánh giết người này, không thể không như thế. Lục Minh không thể để cho đối phương đem tin tức truyền đi. Hắn mặc dù sẽ mang đi hắn thân nhân cùng bằng hữu, quan hệ tốt nhất một số người, đều sẽ mang đi. Nhưng là, còn có một vài người lưu lại. Như Lục gia một nhóm người, còn có Kinh Mặc, Không Tích Tuyết đám người, những người này sẽ lưu lại. Nếu như bị thiên nhân tộc biết rõ, khẳng định hạ xuống căm giận ngút trời, đem Thái Hư Thánh Triều hóa thành luyện ngục. Từ tinh linh tộc kết quả liền có thể biết rõ, thiên nhân tộc đối chủng tộc khác, xưa nay sẽ không nương tay. Phá thiên thức, có được đại cực quang thuật ưu thế, tốc độ lập tức bạo tăng, như cực quang một dạng bay ra ngoài, trong nháy mắt liền đuổi kịp thiên sứ tộc thần chủ nhất trọng cường giả. Đối phương còn chưa kịp dùng mộng huyễn thần ngọc tin tức truyền ra, liền bị Lục Minh một thương xuyên thủng, kinh khủng lực lượng, đem hắn thân thể hủy diệt thành cho tàn. Vung tay lên, đem chữ vật giới chỉ người này thu hồi, Lục Minh bước ra một bước, về tới Thái Hư Thánh Đô bên ngoài, trước mặt Lam Thương đám người. Lục Minh mới vừa trở lại Lam Thương đám người trước mặt, chiến thần thương cũng bay trở về, thuận tiện còn mang về một cái chữ vật giới chỉ. Hiển nhiên, chiến thần thương đã đem cái kia huyết tộc thần chủ đánh chết. Tâm niệm vừa động, chiến thần thương liền hóa thành một đạo quang mang, bay vào Lục Minh mi tâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Kinh Mặc, Không Tích Tuyết, Lam Thương, Bất Tử Ma Vương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Ngạc Thiên đám người, đã hoàn toàn si ngốc, như hóa đá đồng dạng, lăng ở nơi đó, trong mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Bọn họ cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng là, mộng này cũng quá chân thật à. Loại kia khí tức kinh khủng, loại kia làm cho tinh hà run rẩy khí tức, làm bọn hắn sợ hãi khí tức, đều quá chân thực, tất cả những thứ này, tại sao có thể là giả? Tại sao có thể là nằm mơ? Liền xem như nằm mơ, cũng mộng không đến cảnh tượng như vậy à, bởi vì loại kia thực lực, đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ lực cực hạn. Thế nhưng là, Lục Minh cái này cũng quá biến thái đi. Lục Minh thực lực, làm sao mạnh thành dạng này? Yêu nghiệt, biến thái, đều không đủ lấy hình dung Lục Minh. Lam Thương, Thiên Thánh tiền bối, các ngươi chuẩn bị xong chưa, chúng ta lập tức lên đường đi. Lục Minh nhắc nhở. À, tốt, tốt. Lam Thương đám người, cái này mới tỉnh cơn mơ. Lục, không, Tiềm Long Thiên Vương, không biết, chúng ta có thể hay không phái thêm một số người, đi theo ngươi đây. Không Tích Tuyết nói, khẩn trương nhìn xem Lục Minh, lộ ra rất là câu nệ. Trước đó, ở không biết Lục Minh chân thực chiến lược lúc, nàng còn có thể đã bình ổn thân phận, cùng Lục Minh ở chung. Dù sao, nàng là tân nhiệm Thái Hư Thánh Hoàng mẫu thân, mà Lục Minh chỉ là một tôn thiên vương. Nhưng là bây giờ, hắn đối mặt Lục Minh thời điểm, lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh, có, là kinh sợ. Nàng rất rõ ràng, lấy nàng thân phận địa vị, ở trước mặt Lục Minh, cái gì cũng không tính. Hồng hoang vũ trụ, tất cả lấy nói thật, có thực lực, thì có địa vị.
Lấy Lục Minh tu vi và thực lực, muốn sáng tạo một cái so Thái Hư Thánh Triều càng mạnh càng lớn nghìn lần vạn lần thế lực, dễ như trở bàn tay. Cho nên, bây giờ đang Lục Minh trước mặt, nàng có chút nơm nớp lo sợ, sợ nói nhầm, dẫn tới Lục Minh không cao hứng. Nói xong, nàng có chút thấp thỏm nhìn xem Lục Minh. Có thể, nhanh lên đi. Lục Minh nói. Hắn nghĩ nhanh lên phản hồi vũ trụ phế khư diệt thiên quân chỗ ở. Dù sao, hắn lúc trước ra đến thời điểm, hắn là phong ấn Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt, cái này mới ra ngoài. Hiện tại, Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt, đoán chừng đã sớm giải phong. Bọn họ giải phong về sau, sẽ làm gì? Sẽ không trực tiếp vọt tới tinh linh tộc khu vực đi. Nơi đó thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, Lục Minh không thể không lo lắng. Mà ở trong đó, khoảng cách vũ trụ phế khư trụ sở, lại quá xa vời, truyền âm ngọc phù truyền không được như vậy xa xôi, Lục Minh muốn tìm hiểu một lần tin tức đều làm không được. Tốt, chúng ta mau đi. Không Tích Tuyết liên tục gật đầu, lập tức cùng Kinh Mặc rời đi. Kỳ thật, nhìn thấy Lục Minh triển lộ thực lực về sau, liền chính bọn hắn, đều muốn đi theo Lục Minh rời đi, nhưng là càng nghĩ, vẫn không nỡ nơi này cơ nghiệp, cuối cùng dự định phái thêm một số người cùng Lục Minh đi tu luyện. Cái kia, Lục Minh, không, tiền bối, trước kia là ta không đúng, ta có mắt không tròng, có nhiều chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân a. Bất Tử Ma Vương cũng đi tới, thế mà tự nhận vãn bối, ở trước mặt Lục Minh, đem tư thái bày rất thấp. Vũ trụ bên trong, tất cả lấy thực lực là chủ, lấy thực lực mà nói, hắn gọi Lục Minh một tiếng tiền bối, cũng không đủ. Đương nhiên, đây cũng là cần ra mặt không dày người, thật đúng là không gọi được. Không sao, bất quá, ngươi về sau tốt nhất ít một chút tâm tư, nói cho ngươi, đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Minh thản nhiên nói. Yên tâm, Minh thiếu, về sau ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, đi theo làm tùy tùng, chết thì mới thôi. Bất Tử Ma Vương phát thệ. Lục Minh nói thầm trong lòng, trước kia làm sao không phát hiện lão gia hỏa này ra mặt dày như vậy. Cái này, Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương ở bên cạnh do dự không biết. Nhìn thấy Lục Minh thực lực chân thật về sau, bọn họ ở trước mặt Lục Minh cũng có chút câu nệ. Bọn họ đều là người thông minh, nhìn thấy Lục Minh thực lực, liền có thể suy đoán ra, Lục Minh đoán chừng đã là vũ trụ đỉnh phong tồn tại, cùng bọn hắn cách biệt quá xa, một trời một vực. Lam Thúc, Thiên Thánh tiền bối, các ngươi đối ta ân trọng như núi, không cần câu nệ như thế, ta, vẫn là ta như trước. Lục Minh nói. Nghe được Lục Minh nói như vậy, Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương thở dài một hơi, trong lòng tảng đá lớn buông xuống. Bằng không thì, bọn họ về sau đối mặt Lục Minh, đều không biết dùng phương thức gì đối mặt. Bất Tử Ma Vương nhìn hâm mộ không được, sớm biết Lục Minh yêu nghiệt như thế không thể tưởng tượng nổi, năm đó nhìn thấy Lục Minh thời điểm, liền nên ôm thật chặt Lục Minh đùi. Hiện tại cũng không muộn, đầu này đùi, ta ôm định, ta muốn trùng kích đến cảnh giới càng cao hơn, thần hoàng nhất trọng, thần hoàng nhị trọng, thậm chí thần đế. Bất Tử Ma Vương tâm lý giống to, dạng này khuyên bảo bản thân. Lúc đầu, lấy hắn sống hơn 10 cái năm hằng tinh tâm tính, sẽ không như thế không bình tĩnh, nhưng là Lục Minh thực lực, thực sự quá mạnh a, mạnh đã bất khả tư nghị, mạnh lấy hắn tâm tính, đều khó mà bảo trì bình tĩnh. Bọn họ không có chờ thời gian quá dài, Kinh Mặc cùng Không Tích Tuyết người, đã chuẩn bị xong. Đi vào đi. Lục Minh vung tay lên, mở ra hồng hoang giới, thiên cung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương đám người, nhao nhao bay vào vòng xoáy bên trong. Không cần phải nói, những người này tiến vào hồng hoang trong nhẫn, khẳng định có một phen chấn kinh, thế nhưng Lục Minh lười nhác quản. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến nhập hồng hoang trong nhẫn. Chư vị, sau này còn gặp lại. Lục Minh hướng Không Tích Tuyết, Kinh Mặc liền ôm quyền, sau đó quay người bước ra một bước, tinh không tự động vỡ ra, hắn tiến nhập không gian liệt phùng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Kinh Mặc cùng Không Tích Tuyết hai người, suy nghĩ xuất thần. Lục Minh toàn lực đi đường đồng thời, cũng vận chuyển đại mô phảng thuật, đem ngoại hình của mình cùng sinh mệnh bản nguyên khí tức tiến hành biến hóa, hóa thành một cái thiên sứ tộc thanh niên. Nếu như lấy diện mục thật sự đi đường, trên đường chắc chắn sẽ kinh động thiên cung người. Dù sao, hắn vẫn là muốn lợi dụng lỗ sâu đi đường, coi như hắn hiện tại tốc độ đã phi thường kinh người, nhưng vẫn là không có lỗ sâu đi đường sao đến nhanh như vậy. Cứ như vậy, Lục Minh ước chừng hoa gần thời gian nửa tháng, mới trở lại vũ trụ phế khư Diệt Thiên Quân trụ sở. Trở lại Diệt Thiên Quân trụ sở về sau, hắn lập tức liền hướng về bọn họ cư trú chi địa tiến đến. Ở cư trú chi địa,
Lục Minh không thấy Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt, chỉ thấy được Vạn Thần, Đán Đán cùng Phao Phao. Lục Minh tâm lý lộp bộp một lần. Chẳng lẽ, Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt, thật chạy đi tìm hắn? Vạn Thần, Đán Đán, Phao Phao, Tiểu Khanh cùng Thu Nguyệt đây, các ngươi đi nơi nào? Lục Minh liền vội vàng hỏi. Các nàng không có việc gì, Lục Minh, ngươi không có việc gì quá tốt rồi, Thiên Cung có lời đồn, nói ngươi đã chết. Vạn Thần nói. Đúng à, nguyên lai Thiên Cung người là đang đánh giấm, ta liền nói, Lục Minh làm sao có thể sẽ chết, cùng ta lăn lộn đơn giản như vậy sao? Đán Đán ồn ào. Mà Phao Phao, trực tiếp treo ở trên thân Lục Minh. Ô ô ô, Lục Minh ca ca ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Phao Phao treo ở Lục Minh trên người, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, toàn bộ xoa ở Lục Minh trên người. Lục Minh ngạc nhiên. Thì ra, Thiên Cung đối ngoại tuyên truyền, hắn đã chết. Cũng là có khả năng. Dù sao, lúc trước tinh linh tộc tổ địa sụp đổ hủy diệt, hắn vọt vào không gian lớn trong cái khe, có khả năng rất lớn, lại ở đại liệt phùng lực lượng hủy diệt phía dưới, hồi phi yên diệt. Bất quá, có lẽ cũng không phải Thiên Cung cố ý chuyển tới, dù sao Thiên Cung lúc trước nhìn thấy hắn xông vào đại liệt phùng bên trong người, số lượng cũng không ít, có ít người suy đoán lung tung chuyển tới cũng có khả năng. Ta đương nhiên sẽ không có việc, đúng rồi, Tiểu Khanh cùng Thu Nguyệt bọn họ ở nơi nào? Lục Minh lại hỏi. Lúc trước người phong ấn Tả cô nương cùng Thu Nguyệt cô nương, tự mình rời đi, về sau bọn họ phong ấn giải trừ về sau, tức giận phi thường, muốn đi tinh linh tộc tìm ngươi, chúng ta cản đều ngăn không được, hoàn hảo lúc kia, Phi Hoàng tiền bối trở về, cản lại hai người, khoảng thời gian này, Tả cô nương cùng Thu Nguyệt cô nương, một mực ở Phi Hoàng tiền bối cư trú chi địa. Vạn Thần nói, vậy ta đây liền đi gặp bọn họ. Lục Minh nói, Lục Minh, ngươi cần phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta nghe nói, bọn họ hiện tại y nguyên tức giận phi thường. Đán Đán nói, đúng rồi, liên quan tới tin tức ta đã chết, các nàng biết không? Lục Minh hỏi, cái kia không biết rõ, chúng ta không dám nói cho các nàng biết. Đán Đán nói, vậy còn tốt, ta có biện pháp ứng phó bọn họ, đi thôi. Lục Minh mỉm cười, rất nhanh, bọn họ liền đi tới Phi Hoàng cư trú chi địa, cũng nhìn được Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt. Lục Minh, thiếu gia, mới vừa nhìn thấy Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì, hai người sầm mặt lại, ánh mắt có chút bất thiện. Ha ha, Tiểu Khanh, Thu Nguyệt, ta trở về, một đoạn thời gian không gặp, ta thực sự là nhớ các ngươi muốn chết. Lục Minh mặt dày nói. Nhớ chết chúng ta, Lục Minh, vì đi cứu ngươi cái kia tinh linh tộc tiểu tình nhân, ngay cả mình mệnh cũng không cần, hơn nữa còn xuất thủ phong ấn chúng ta, tốt, rất tốt à. Tạ Niệm Khanh cười lạnh, sắc mặt rất lạnh. Mà Thu Nguyệt, cũng niết miệng, trầm mặt, hận hận nhìn xem Lục Minh. Thu Nguyệt nha đầu này, bị Tiểu Khanh làm hư. Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu. Liền ôn nhu làm người hài lòng Thu Nguyệt, đều đối với hắn như vậy, Lục Minh biểu thị rất thương tâm. Đương nhiên, cũng chứng minh Thu Nguyệt giận thật. Ha ha, Tiểu Khanh, ngươi nói gì vậy, tinh linh tộc dù sao thuộc ta liên lụy, ta không thể mặc kệ a. Lục Minh cười ha hả, nghĩ lừa gạt qua. Hừ, không muốn nghĩ lừa dối chót lọt, hôm nay, ngươi nhất định phải cái chúng ta một cái bản giao. Không sai, thiếu gia muốn cho chúng ta một cái bản giao, ta không nghĩ tới, thiếu gia ngươi lại có thể sẽ đối chúng ta xuất thủ, Thu Nguyệt thật rất thương tâm. Hai nữ một bước cũng không nhường, từng bước ép sát. Vạn Thần, Đán Đán, Phao Phao ba người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng ở một bên làm bộ cái gì cũng không có nhìn thấy. Đặc biệt là Đán Đán, thỉnh thoảng còn lộ ra ý cười. Một bộ nhìn ngươi đối phó thế nào biểu lộ. Lục Minh, nói đi, ngươi phải trả lời thế nào. Tạ Niệm Khanh dậm chân mà đến. Tiểu Khanh, Thu Nguyệt, các ngươi nhìn, ta mang ai tới. Lục Minh rốt cục dùng ra đòn sát thủ. Kia liền là, lực chú ý chuyển di đại pháp. Hắn vung tay lên, Lục Minh trước người, là hơn ra một chút người. Lục Vân Thiên, Lý Bình, Lục Thần Hoang, Lục Trì đám người. Lão gia, phu nhân. Vừa nhìn thấy Lục Vân Thiên cùng Lý Bình, Thu Nguyệt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thu Nguyệt, hai tử, rốt cục nhìn thấy ngươi. Lý Bình nhìn thấy Thu Nguyệt, có chút hai mắt đẫm lệ. Phu nhân. Thu Nguyệt vọt vào Lý Bình trong ngực nước mắt ào ào chảy, đã sớm quên đi Lục Minh chuyện kia. Mà Tạ Niệm Khanh ánh mắt, cũng hoàn toàn bị Lục Thần Hoang mấy người hấp dẫn. Thần Hoang. Tạ Niệm Khanh nhìn xem Lục Thần Hoang, trong mắt tràn đầy tưởng niệm cùng yêu thương. Mẹ.
Lục Thần Hoang vội vàng đi tới. Mẹ! Lục Thần Hoang tức phụ, cũng đi qua thân thiết kêu lên. Nãi nãi, đã lâu không gặp, nhớ chết Chỉ Nhi. Lục Chỉ Càng là chạy gấp tới, giữ chặt Tạ Niệm Khanh cánh tay không thả. Chỉ Nhi, một đoạn thời gian không gặp, ngươi tu vi, đều sắp tới cha ngươi. Tạ Niệm Khanh sắc mặt băng lãnh, đã sớm hòa tan thành nụ cười, cưng chiều sờ lên Lục Chỉ đầu. Về phần Lục Minh sự tình, cũng đã sớm vứt qua một bên. Vạn Thần, Đán Đán, Phao Phao ba người, nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được. Lục Minh, ngươi nghiêu bút. Vạn Thần giơ ngón tay cái lên. Lục Minh, ngươi hèn hạ vô sỉ. Phi, ngươi anh minh thần võ, đã có ta mấy phần phong phạm. Đán Đán nhỏ giọng đều Lục Minh nói. Thân nhân gặp nhau, vui vẻ hòa thuận, phảng phất có chuyện nói không hết đề, Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt, tạm thời quên đi Lục Minh sự tình, trong lòng những cái kia không thoải mái, cũng không cánh mà bay. Một hồi lâu, Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt mới nhớ tới Lục Minh, phân biệt chừng mắt liếc hắn một cái, đây là coi như qua. Tầm nửa ngày sau, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán, Phao Phao đám người, mang theo Lục Vân Thiên, Lý Bình bọn họ, đi tới một mảnh địa phương trống trải. Địa phương này, cũng không sinh linh cư trú. Điều kiện tu luyện, cũng là cực tốt. Diệt Thiên Quân trụ sở, từ một từng mảnh đại lục tạo thành, những đại lục này căn cơ, nhưng thật ra là Hồng Hoang đại lục. Trải qua bản nguyên cảnh cường giả cải tạo, nơi này tu luyện hoàn cảnh, đã vô cùng tốt, còn có đủ loại dùng để tu luyện chi địa, coi như so ra kém Hồng Hoang giới, nhưng là không tính kém. So với Thái Hư Thánh Triều, thực sự tốt gấp trăm lần không ngừng. Lục Minh dự định đem Thái Hư Thánh Triều người, còn có Lục gia, Hoa Chỉ đám người, để ở chỗ này. Hắn không có tính toán để đám người một mực đợi ở Hồng Hoang trong nhẫn, mặc dù Hồng Hoang trong nhẫn tu luyện hoàn cảnh, đối với thần chủ cảnh phía dưới, tuyệt đối là đỉnh cấp, so với nơi này tốt hơn. Nhưng là, Lục Minh sẽ một mực mang theo Hồng Hoang giới, mà hắn, sẽ ra ngoài mạo hiểm, sẽ ra ngoài du lịch, hơn nữa thiên nhân tộc nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nói không chừng lúc nào, liền sẽ gặp được nguy hiểm. Nếu như giống như lần trước, bị thiên nhân tộc bắt lấy đây, hắn thân nhân, bằng hữu đi theo hắn, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trừ phi hắn sau này tu vi đầy đủ cao hơn, có thể không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, mới có thể đem thân nhân bằng hữu thu vào Hồng Hoang giới bên trong. Hồng Hoang giới loại bảo vật này, hắn tự nhiên chắc là sẽ không giao cho người khác, muốn bản thân thời khắc mang theo trên người. Đương nhiên, đây cũng là hắn, quá khứ thân, cùng tương lai thân, không ở, nếu là ở đây, một trong số đó có thể mang theo Hồng Hoang giới, lưu tại Diệt Thiên Quân trụ sở bên trong, vậy cũng không sai. Bất quá bây giờ, chỉ có thể như thế. Vung tay lên, không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, Lục Minh linh thức ở Hồng Hoang giới hiển lộ, cùng mọi người câu thông. Sau một thời gian ngắn, rất nhiều người bay ra. Là Bất Tử Ma Vương, Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, còn có Lục gia người. Bọn họ ra ngoài sau, đều có chút lưu luyến không rời biểu lộ, ở Hồng Hoang giới tu luyện thực sự quá sung sướng, trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí có người đột phá. Nhưng là Lục Minh trước kia cũng giải thích qua, bọn họ cũng chỉ có thể đi ra. Huống hồ, nơi này điều kiện tu luyện, cũng không kém. Lập tức, đám người đều đâu vào đấy, an bài. Nhìn thấy Thái Hư Thánh Triều, Lục gia, Hoa Chỉ đám người đều đâu vào đấy an bài sau khi đứng lên, Lục Minh một mình rời khỏi nơi này, đi tìm Phi Hoàng Thỉnh Cầu một dạng bảo vật, sau đó trở về mặt khác một mảnh trốn không người. Diệt Thiên Quân trụ sở, khoảng chừng mấy chục phiến đại lục tạo thành. Hơn nữa, mỗi một phiến đại lục diện tích đều phi thường to lớn. Có chút lớn phiến đại lục, diện tích xa xa không phải những cái kia sinh mệnh tinh cầu có thể so, có thể chứa đựng vô tận sinh linh. Hơn nữa, Diệt Thiên Quân trụ sở, cũng không chỉ một chỗ, nghe nói, ở vũ trụ phế khư chỗ càng sâu, còn có mấy chỗ Diệt Thiên Quân trụ sở, chỉ là Lục Minh chưa từng đi mà thôi. Cho nên, Diệt Thiên Quân trụ sở, được cho hoang vắng, dùng nạp Lục Minh mang tới những cái này sinh linh, quả thực quá đơn giản. Hơn nữa Lục Minh lựa chọn địa phương này, cũng là có nguyên nhân, bởi vì Phi Hoàng mấy vị cường giả, lúc trước đã từng đi tiếp ứng tinh linh tộc, cứu trở về một bộ phận tinh linh tộc, những cái kia tinh linh tộc, liền ở tại nơi này khu vực. Lục Minh đứng ở không trung, xa xa nhìn tới, có thể thấy được phía trước có một mảnh khu rừng rậm rạp, rừng rậm bên trong kiến tạo có một ít nhà gỗ, thỉnh thoảng có thân ảnh hiện lên. Lấy Lục Minh nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, những cái kia đều là tinh linh tộc. Đương nhiên, vùng rừng rậm này, cùng tinh linh hoàng cung không cách nào so sánh được, cách biệt quá xa. Tinh linh hoàng cung, có vô số to lớn vô cùng tinh linh cổ thụ,
Những cái kia cổ thụ, đạt đến mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm, bao phủ thương khung, sinh ra vô tận mộc chi tinh hoa, sẽ còn sinh ra số lớn tinh linh mộc tâm, đối tinh linh tộc tu luyện, rất có ích lợi. Nhưng phía trước vùng rừng rậm kia, chỉ là thông thường thụ mộc mà thôi, cùng tinh linh cổ mộc, khác biệt một trời một vực. Lục Minh lấy linh thức cùng Lăng Vũ Vi câu thông về sau, sau đó mở ra hồng hoang giới đại môn, không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lăng Vũ Vi đi đầu bay ra, sau đó, mặt khác tinh linh tộc, cũng đi theo bay ra. Nhân số không phải rất nhiều, một phần là lúc trước cái kia hòn đảo cứu người, còn có một bộ phận, là ở tinh linh tộc tổ địa bên trong tinh linh tộc thiên kiêu. Những cái này tinh linh tộc đi ra nhìn thấy Lục Minh về sau, cả đám đều trợn mắt nhìn. Lục Minh mặt không biểu tình, liền xem như không nhìn thấy. Vũ Vi, phía trước vùng rừng rậm kia, cư trú là tộc nhân của các ngươi, về sau, các ngươi liền cư trú ở mảnh này khu vực A. Lục Minh nói, ân. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, giờ phút này, mặt khác tinh linh tộc, cũng đều phát hiện phiến kia rừng rậm, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Hiện tại, tinh linh tộc cơ hồ bị diệt, bọn họ vốn cho là, có khả năng liền bọn hắn những người này còn sống, bây giờ thấy mặt khác tinh linh tộc, tự nhiên mừng rỡ như điên. Bọn họ lập tức hướng về phiến kia dày đặc lâm phi đi. Bọn họ muốn tới gần vùng rừng rậm kia, lập tức liền bị trong rừng rậm tinh linh tộc phát hiện, trong rừng rậm tinh linh tộc lập tức cũng bay ra. Trên rừng rậm không, lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Ước chừng có hơn 5.000 vạn người. Lục Minh tâm niệm vừa động. Hắn linh thức quét ngang qua, đem trọn tòa rừng rậm bao phủ, ước chừng cho ra cư trú trong rừng rậm tinh linh tộc số lượng. Hơn 5.000 vạn người. Thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thật rất ít. Phải biết, trước kia tinh linh tộc thế nhưng là chiếm cứ số lớn tinh vực, tinh linh tộc phồn diễn sinh sống vô tận tuế nguyệt, không biết đản sinh ra bao nhiêu tộc nhân. Dùng ước vạn ước để hình dung đều không đủ. 5.000 vạn tộc nhân, so với trước đây, thật sự là giọt nước trong biển cả. Hơn nữa, cái này 5.000 vạn tinh linh tộc, có rất nhiều tri thức phổ thông tinh linh tộc, tu vi rất thấp, thậm chí cũng không thể đằng không bay lên. Có thể đằng không bay đến trên rừng rậm không, chỉ có trăm vạn tả hữu mà thôi. Đối với tinh linh tộc trước kia cơ số mà nói, thực sự quá ít. Hơn nữa, Lục Minh không có phát hiện một cái thần chủ cảnh tồn tại, mạnh nhất, chỉ có thần đế cửu trọng. Nghĩ đến, tinh linh tộc thần chủ, trước tiên bị thiên cung nhằm vào, phái ra cường giả săn giết, cho nên, một cái đều không có trốn tới. Phi hoàng bọn họ nhận được tin tức chạy tới thời điểm, đã quá muộn. Tinh linh tộc cao thủ bị giết, bị bắt làm tù binh. Không chỉ có là cao thủ, ngay cả phổ thông tinh linh tộc, cũng bị giết, mặt khác, đại bộ phận bị thiên cung tù binh, đi làm nô lệ, cho nên lấy phi hoàng đám người năng lực, cũng chỉ mang ra 5.000 vạn tinh linh tộc. Công chúa, là công chúa. Công chúa không có việc gì, quá tốt rồi. Thương thiên phù hộ a. Trên rừng rậm không, những cái kia tinh linh tộc người nhìn thấy Lăng Vũ Vi. Toàn bộ cuồng hỉ, nhanh chóng bay tới, hướng Lăng Vũ Vi hành lễ. Chư vị, không cần đa lễ. Lăng Vũ Vi vội vàng nói. Công chúa, trước đó nghe nói tinh linh tộc tổ địa bị bao vây, đằng sau bảo phát đại chiến, tinh linh tộc tổ địa đều hỏng mất, các ngươi làm sao thoát thân? Có người hỏi. Các ngươi nghe qua tinh linh tộc tổ địa sự tình, cái kia tinh linh tộc tổ địa đại chiến, đằng sau thế nào? Lăng Vũ Vi không gấp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nghe nói tổ địa tà linh chi chủ đều xuất thế, cùng thiên cung người đại chiến, chiến đấu hủy thiên diệt địa, đem tổ địa đều đánh bể, đằng sau đến càng nhiều thiên cung cao thủ, nghe nói đem tà linh chi chủ đều chấn áp. Một cái tinh linh tộc lão giả trả lời, người này trước kia là tinh linh tộc một vị trưởng lão, có thần đế cửu trọng tu vi, Lăng Vũ Vi không có tới thời điểm, tinh linh tộc liền lấy hắn địa vị cao nhất. Chúng ta sở dĩ có thể thoát thân, may mắn mà có Lục Minh liều mình cứu giúp. Lúc này, Lăng Vũ Vi chỉ Lục Minh nói. Cái gì, Lục Minh? Là hắn, là Lục Minh. Đều là hắn, đều là bởi vì hắn, thiên cung mới tiến đánh chúng ta tinh linh tộc, đều là hắn hại. Rất nhiều tinh linh tộc gầm thét, hận hướng về Lục Minh. Chư vị, lúc trước Lục Minh biệt hiệu Mục Vân, cũng là cử chỉ vô tâm, hắn cũng rất áy náy, nếu không phải hắn liều mạng cứu giúp, chúng ta sớm đã chết ở tinh linh tộc trong tay. Lăng Vũ Vi liền vội vàng giải thích nói. Nàng đối Lục Minh khúc mắc, đã giải khai. Tâm tự nhiên là hướng về Lục Minh, muốn hóa giải Lục Minh cùng tinh linh tộc đoạn ân oán này. Công chúa, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Chính là, nếu không phải hắn, tộc ta sao lại như thế, bệ hạ sao lại chiến tử. Tinh linh tộc người,
Đương nhiên sẽ không tùy tiện tha thứ Lục Minh, y nguyên nhìn hằm hằm Lục Minh. Ai? Lăng Vũ Vi tâm lý khe khẽ thở dài, sau đó giật mình, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, mở ra bình ngọc lập tức một cỗ dồi dào vô cùng sinh mệnh tinh khí lan tràn ra, hấp dẫn từng cái tinh linh tộc chú ý. Tất cả tinh linh tộc ánh mắt, đều nhìn về bình ngọc, lộ ra nghi hoặc cùng chấn kinh chi sắc. Này khí tức, làm sao giống như vậy thánh thụ hạt giống? Thật, ta cũng cảm giác rất giống. Nhưng là, lúc trước cái kia thánh thụ hạt giống, đều bị chúng ta bồi dưỡng thành công, hóa thành tinh linh thánh thụ, về sau lại bị thiên nhân tộc chặt đứt, nơi này làm sao có thể lại xuất hiện thánh thụ hạt giống? Mấy cái thần đế cảnh tinh linh tộc nghị luận ầm ĩ. Bọn họ là thần đế cảnh tu vi, xem như tinh linh tộc cao tầng, tự nhiên biết rõ rất nhiều chuyện. Lúc trước Lục Minh mang ra ngoài cái kia thánh thụ hạt giống, qua tinh linh tộc cố gắng, đã bồi dưỡng thành công, hóa thành tinh linh thánh thụ, mặc dù còn chưa trưởng thành làm đại thụ, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Ở thời điểm thiên cung tiến công, lại bị chém đứt. Tinh linh tộc người, đều nghi hoặc không thôi, bởi vì Lăng Vũ Vi trong tay bình ngọc, tản mát ra khí tức, rất giống thánh thụ mầm móng. Lúc này, Lăng Vũ Vi bưng lên bình ngọc, nắp bình hướng phía dưới, một cái hạt giống bay ra, chính là thánh thụ hạt giống. Thánh thụ hạt giống phát ra ánh sáng mông lung huy, nồng đậm vô cùng sinh mệnh tinh khí phát tán ra, bao phủ tất cả tinh linh tộc. Đắm chìm trong nồng nặc sinh mệnh tinh khí bên trong, tất cả tinh linh tộc cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, vô cùng thư sướng. Thánh thụ hạt giống, thật là thánh thụ hạt giống. Công chúa trong tay, lại còn có một quả thánh thụ hạt giống, thực sự là thương thiên phù hộ a. Trời không quên ta tinh linh tộc, coi như thiên cung muốn tiêu diệt chúng ta đều làm không được. Không sai, có mới thánh thụ hạt giống, lại tăng thêm công chúa thiên phú, người khác ta tinh linh tộc nhất định sẽ quật khởi một lần nữa, so trước kia càng mạnh. Tất cả tinh linh tộc đều là cuồng hỉ, rất nhiều người thậm chí kìm nén không được, giống to. Thánh thụ hạt giống, có thể bồi dưỡng ra tinh linh thánh thụ. Tinh linh thánh thụ, đối tinh linh tộc thực sự quá trọng yếu. Ở tinh linh thánh thụ phạm vi bên trong, có thể để phổ thông thụ mộc, hóa thành tinh linh cổ thụ, sinh ra tinh linh mộc tâm. Hơn nữa tinh linh tộc người ở tinh linh thánh thụ bên trên tu luyện, không chỉ có tu hành tốc độ kinh người, hơn nữa còn có thể không ngừng cải thiện thiên phú, chiết xuất huyết mạch, để tinh linh tộc thiên phú càng ngày càng mạnh. Phải biết, tinh linh tộc lịch sử phía trên tột cùng nhất thời điểm, thế nhưng là tiếp cận thập cường chủng tộc, đó cũng là bởi vì có tinh linh thánh thụ nguyên nhân. Về sau tinh linh tộc phát sinh đại loạn, tinh linh thánh thụ bị chạm, tinh linh tộc thực lực mới rớt xuống ngàn trượng, không ngừng trượt, một mực giảm xuống đến hồng hoang vạn tộc bảng 33 tên. Bởi vậy có thể thấy được, tinh linh thánh thụ tầm quan trọng. Mặt khác, bọn họ còn có tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi. Thái thượng tiên thành một trận chiến, Lăng Vũ Vi triển lộ ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú kinh khủng, lại có thể cùng thiên nhân tộc thiên tử thiên nữ tranh phong, đạt tới kinh người thập nhất tinh chiến lực. Thiên phú như vậy, có thể xưng tinh linh tộc số 1, tinh linh tộc lịch sử phía trên, đều chưa từng xuất hiện kinh người như thế thiên kiêu. Đợi một thời gian, tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi nhất định có thể trở thành vũ trụ đỉnh cao cường giả, tu vi thậm chí vượt qua tinh linh tộc lịch đại tiên tổ. Có hai thứ này gia trì, tinh linh tộc tương lai đạt tới đỉnh phong, thậm chí thêm gần một bước, cũng không phải là không được. Rất nhiều tinh linh tộc lúc đầu ánh mắt tuyệt vọng bên trong, xuất hiện nồng nặc hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, để bọn hắn gặp được Lăng Vũ Vi cùng tinh linh thụ chủng, cái này đối với bọn hắn mà nói, là hết sức kinh hỉ. Chư vị, cái này đích xác thánh thụ hạt giống, hơn nữa viên này thánh thụ hạt giống, cũng là Lục Minh đưa cho chúng ta. Lăng Vũ Vi lớn tiếng nói. Trên sân tất cả mọi người là yên tĩnh, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Lục Minh, có chút khó có thể tin. Công chúa, viên này thánh thụ hạt giống, cũng là Lục Minh đưa cho chúng ta. Thật hay giả, ngươi cũng không nên giúp đỡ hắn nói chuyện. Vị kia lâu năm trưởng lão nói. Bọn họ đều là lão giang hồ, sao lại nhìn không ra, Lăng Vũ Vi khắp nơi hướng về Lục Minh. Chính xác 100%, các ngươi suy nghĩ một chút, ta ở đâu ra thánh thụ hạt giống, ta nếu là có thánh thụ hạt giống, đã sớm giao ra đây. Kỳ thật, năm đó thánh chủng khảo hạch, Lục Minh tổng cộng chiếm được hai khỏa thánh thụ hạt giống. Trong đó một khỏa, giao cho tinh linh tộc ta, một khỏa khác, chính hắn giữ lại. Hiện tại, bởi vì tinh linh thánh thụ chúng ta bồi dưỡng trước đó đã bị thiên nhân tộc chặt đứt, hắn lại đem bản thân chân tàng viên thứ hai thánh thụ hạt giống, đưa cho chúng ta, giúp bọn ta tinh linh tộc phát triển. Lăng Vũ Vi nói, thì ra là thế. Tinh linh tộc người trong lòng hơi động, cảm thấy phi thường có khả năng. Chính như Lăng Vũ Vi nói tới, nàng nếu là có thánh thụ hạt giống, sớm đã lấy ra bồi dưỡng,
cần gì chờ tới bây giờ. Dù sao, thánh thụ hạt giống chỉ có đào tạo thành tinh linh thánh thụ, mới có thể có tác dụng to lớn, đơn độc thánh thụ hạt giống, là vô dụng. Mà Lục Minh năm đó có thể được một khỏa thánh thụ hạt giống, cái kia lấy được hai khỏa, cũng không phải là không được. Tinh linh tộc người trầm mặc. Thánh thụ hạt giống, là bọn hắn bức thiết khát vọng, nhưng muốn để bọn họ như vậy buông xuống khúc mắc tha thứ Lục Minh, vẫn là làm không được. Vũ Vi, như vậy hiện tại, liền đem thánh thụ hạt giống, đào tạo thành tinh linh thánh thụ A. Lúc này, Lục Minh, bỗng nhiên mở miệng. A, cái gì, hiện tại? Lăng Vũ Vi có chút ngây ngẩn cả người, cứng họng, nhìn xem Lục Minh. Lục Minh vừa rồi nói cái gì, hiện tại liền đem thánh thụ hạt giống, đào tạo thành tinh linh thánh thụ. Điều này sao có thể? Thánh thụ hạt giống muốn đào tạo thành tinh linh thánh thụ, cũng không có dễ dàng như vậy, thật là khó khăn vô cùng, trình tự làm việc phi thường phức tạp. Muốn thu tập đại lượng thích hợp thiên tài địa bảo, hao phí số lớn tài nguyên cùng tinh lực, mới có thể đào tạo thành công. Mà bây giờ, tinh linh tộc chỉ còn lại có những người này, những cái kia bồi dưỡng thánh thụ mầm móng bảo vật, một dạng đều không có, cái gì công tác chuẩn bị đều không làm, làm sao bồi dưỡng tinh linh thánh thụ. Hóa ra Lục Minh căn bản không biết bồi dưỡng tinh linh thánh thụ độ khó A, một vị tinh linh thánh thụ bồi dưỡng và phổ thông thụ mộc một dạng. Mặt khác tinh linh tộc cũng có chút choáng váng, thậm chí có người lộ ra vẻ trào phúng. Đương nhiên là hiện tại, đi. Nói xong, Lục Minh kéo một phát Lăng Vũ Vi tay nhỏ, hướng về trên rừng rậm không bay đi, rất nhanh là đến rừng rậm vị trí trung ương, giảm rơi vào hạ phong trên một mảnh đất trống. Rất nhiều tinh linh tộc người, cũng nhao nhao bay tới quan sát. Bọn họ ngược lại là phải nhìn xem, Lục Minh làm sao bồi dưỡng tinh linh thánh thụ. Theo bọn hắn nghĩ, đó căn bản không có khả năng thực hiện. Cái gì công tác chuẩn bị đều không làm, có tác dụng gì đến bồi dưỡng tinh linh thánh thụ thiên tài địa bảo đều không có, làm sao bồi dưỡng tinh linh thánh thụ. Vũ Vi, đem thánh thụ hạt giống cho ta. Lục Minh nói. Vâng. Lăng Vũ Vi có chút choáng váng gật đầu, đem thánh thụ hạt giống giao cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận thánh thụ hạt giống. Sau đó đem thánh thụ hạt giống, thả trên mặt đất. Đón lấy, Lục Minh trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, mở ra bình ngọc khẽ đảo, bên trong có một loại chất lỏng màu xanh lục, chảy ra, ngã xuống thánh thụ hạt giống bên trên. Ông! Đột nhiên, thánh thụ hạt giống tựa hồ run rẩy một chút, phảng phất sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem những cái kia chất lỏng màu xanh lục, hấp thu vào hạt giống. Lục Minh không ngừng đổ ra, thánh thụ hạt giống không ngừng hấp thu. Rất nhanh, bình ngọc không. Tất cả chất lỏng màu xanh biếc, đều bị thánh thụ hạt giống hấp thu sạch sẽ. Giờ phút này, thánh thụ hạt giống lại run rẩy một chút, sau đó tản mát ra đoạn mục quang huy, một cỗ nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng sinh mệnh tinh khí, không ngừng lan tràn ra. Bị cỗ này sinh mệnh tinh khí bao phủ, cánh rừng rậm này mặt khác thụ mộc, bắt đầu sinh trưởng tốt lên. Lúc đầu chỉ mấy trăm mét cao cổ mộc, điên cuồng sinh trưởng, biến thành ngàn mét cao, mấy ngàn mét cao, vạn mét cao. Cây cối đường kính cũng đang điên cuồng tăng lớn. Hồi phục, thánh thụ hạt giống hồi phục. Có tinh linh tộc người kêu to lên. Hiện trường, tất cả tinh linh tộc đều ngẩn ra. Thánh thụ hạt giống, thế mà thật hồi phục, điều này sao có thể? Đặc biệt là mấy cái thần đế cảnh tinh linh tộc, càng là chấn kinh. Bọn họ thế nhưng là nhớ rõ, lần trước tinh linh tộc vì để cho thánh thụ hạt giống khôi phục, hao phí bao nhiêu tinh lực, bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Mà bây giờ, cứ như vậy hồi phục. Tinh linh tộc người, đều có chút choáng váng. Lục Minh gục một bình chất lỏng màu xanh biếc xuống dưới, thánh thụ hạt giống, liền hồi phục. Cái này cũng quá dễ dàng a, dễ dàng để người cảm thấy có chút không chân thực. Các ngươi nhìn, thánh thụ hạt giống, mọc rễ. Bỗng nhiên, lại là giống to một tiếng, truyền khắp toàn trường. Giờ phút này, khu vực này trên không, đen nghịt chen đầy tinh linh tộc, đều nhìn chòng chọc vào thánh thụ hạt giống. Thánh thụ hạt giống, thật nảy mầm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ hạt giống trên vách, dọc theo từng đầu trắng nõn sợi rễ, đâm vào trong đất bùn. Mọc rễ, thật mọc rễ sao, các ngươi xác định không có nhìn lầm, mau nói cho ta biết a. Có chút chen không tiến vào, không thấy được tinh linh tộc giống to, khẩn cấp muốn biết thánh thụ mầm móng tình huống. Thật mọc rễ, không chỉ có mọc rễ, còn nảy mầm a. Trời ạ, thật nảy mầm. Rất nhiều tinh linh tộc kêu to lên. Giờ phút này, mấy cái thần đế cảnh tinh linh tộc trưởng lão, còn có Lăng Vũ Vi, đều trừng to mắt, sững sờ nhìn xem thánh thụ hạt giống. Bởi vì, thánh thụ hạt giống, thật ở mọc rễ nảy mầm. Vừa bắt đầu,
mọc ra một cái nha bào. Ngay sau đó, nha bào bên trong vươn vài miếng lá cây không ngừng lớn lên, dài ra rễ cây. Một gốc mầm cây nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sinh trưởng tốc độ quá nhanh, lúc này mới vài phút mà thôi, thánh thụ hạt giống, thế mà liền trưởng thành mầm cây nhỏ. Trưởng thành mầm cây nhỏ thánh thụ hạt giống, đã không thể để cho làm thánh thụ mầm móng, đã có thể gọi là tinh linh thánh thụ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tinh linh thánh thụ cây giống, còn đang bằng tốc độ kinh người ở sinh trưởng. Rất nhanh, liền dài đến cao 1 mét, ngón tay cái thô, nhưng là y nguyên còn tại sinh trưởng, tốc độ nhanh kinh người. 1 mét cao, 2 mét cao, 3 mét cao, 10 mét cao, 20 mét cao, 50 mét cao, 100 mét cao, 300 mét, 800 mét. Điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền đạt đến ngàn mét cao, nhưng là còn không có dừng lại. Thiên địa, vô tận năng lượng, không ngừng hướng về tinh linh thánh thụ vọt tới, sau đó, lại hóa thành một cỗ nồng đậm vô cùng sinh mệnh tinh khí, phát ra. Ở nơi này hấp thu cùng tán phát quá trình bên trong, tinh linh thánh thụ, điên cuồng sinh trưởng. Lúc này, hiện trường đã không có một chút xíu thanh âm, tất cả tinh linh tộc đều ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem tinh linh thánh thụ ở sinh trưởng. Bọn họ, quả thực quá khiếp sợ đã chết lặng. Ngàn mét cao tinh linh thánh thụ, đã vượt qua trước đó tinh linh tộc bồi dưỡng một gốc kia tinh linh thánh thụ. Nhưng một gốc kia, là tinh linh tộc lấy cả tộc lực lượng, hao phí vô tận tâm huyết, càng là tiêu hao đem gần ngàn năm thời gian, mới bồi dưỡng đến cái kia chờ trình độ. Nhưng hiện tại, mới như vậy một hồi, gốc cây này tinh linh thánh thụ, liền vượt qua trước đó một gốc kia. Cái này không phải đang nằm mơ. Nhưng là đã có không ít tinh linh tộc thử qua, xác định đây nhất định không phải đang nằm mơ, mà là chân thực phát sinh. Tinh linh thánh thụ, còn đang sinh trưởng. Ngàn mét, 3000 mét, vạn mét, 5 vạn mét. Vẹn vẹn chỉ là 3 ngày, tinh linh thánh thụ, nhất cử trưởng thành đến mấy trăm vạn mét cao. Đường kính càng là vô cùng kinh người, to lớn tinh linh thánh thụ, nhìn từ phía dưới, đều không nhìn thấy đỉnh chóp, che khuất bầu trời, bao phủ mảng lớn địa hạt. Đến lúc này, tinh linh thánh thụ tốc độ sinh trưởng, mới chậm lại, mặc dù còn đang sinh trưởng, nhưng so hắn trước đó, đã chậm rất nhiều. Tạo hóa thần thủy, quả nhiên kỳ diệu, khó trách phi hoàng tiền bối nói nhất định có thể để thánh thụ hạt giống, đào tạo thành công. Lục Minh trong lòng cũng là tán thưởng không thôi. Không sai, Lục Minh trước đó tìm phi hoàng đòi món bảo vật này, chính là tạo hóa thần thủy. Lục Minh đã sớm ngờ tới tinh linh tộc thái độ, cho nên dự định từ thánh thụ hạt giống tới tay. Nếu là có thể đem thánh thụ hạt giống đào tạo thành công, tinh linh tộc người, đối với hắn ấn tượng, nhất định sẽ có chỗ đổi mới. Hắn làm như vậy, ngược lại không phải thật quan tâm tinh linh tộc đối cái nhìn của hắn quan tâm là Lăng Vũ Vi. Lăng Vũ Vi kẹp ở hắn và trong tinh linh tộc ở giữa, thật khó khăn. Hắn là vì để cho Lăng Vũ Vi không khó khăn như vậy. Hắn đem hắn ý nghĩ nói chuyện, Phi Hoàng thì cho Lục Minh một bình tạo hóa thần thủy, lời nói đây là nàng từ vũ trụ phế khư lấy được, đủ để bồi dưỡng ra tinh linh thánh thủ. Lục Minh cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, tạo hóa thần thủy công hiệu, thế mà như vậy nghịch thiên. Không chỉ có đào tạo thành công, còn nhất cử để tinh linh thánh thủ, sinh trưởng đến mấy trăm vạn mét cao. Tạo hóa thần thủy, nhất định chính là vô thượng bảo vật, phi hoàng thế mà dễ dàng như vậy cho hắn đúng không hoàng cảm kích chi tâm, lại nhiều hơn một phần. A, à, ta đột phá, ta tu vi đột phá. Ta tu vi, cũng đột phá. Lúc này, mấy đạo kinh hô phá vỡ yên lặng. Tinh linh thánh thụ, thời thời khắc khắc đều đang tản mát ra cuồn cuộn bàng bạc sinh mệnh tinh khí, cái này sinh mệnh tinh khí, đối với tinh linh tộc trợ giúp cực lớn, mới một đoạn như vậy thời gian, có chút tinh linh tộc, tu vi thế mà đã đột phá. Mặt khác tinh linh tộc cũng nhao nhao quan sát bản thân tu vi. Những cái kia tu vi tương đối thấp tinh linh tộc, phát hiện bản thân tu vi, trong lúc vô hình, ít nhiều đều có chút tăng lên. Đương nhiên, đột phá người chỉ là số ít. Những người kia trước đó liền sắp đột phá, ở tinh linh thánh thụ trợ giúp phía dưới, kích phát huyết mạch, nhất cử đột phá. Nhưng là, bậc này hiệu quả, đã là nghịch thiên. Thánh thụ, mấy trăm vạn mét cao tinh linh thánh thụ, tộc ta, rốt cục có tinh linh thánh thụ. Tộc ta quật khởi, ở trong tầm tay A. Rất nhiều tinh linh tộc người, kích động toàn thân phát run, thậm chí có một số người lưu lại kích động nước mắt. Lăng Vũ Vi cũng kích động toàn thân phát run. Mấy trăm vạn mét cao tinh linh thánh thụ, mặc dù còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là cũng tiếp cận, hiệu quả đã phi thường kinh người. Điểm này, từ hoàn cảnh bốn phía, cũng có thể thấy được. Lúc này, vùng rừng rậm này, cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Khắp nơi đều là to lớn vô cùng cổ mộc, sinh mệnh tinh khí nồng đậm, đủ loài hoa tươi nở rộ, thậm chí giữa rừng núi, nhiều rất nhiều thần dược. Không chỉ có như thế, rừng rậm bên ngoài địa vực, cũng đồng dạng toát ra cây cối rậm rạp, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Vùng rừng rậm này, diện tích so trước đó lớn gấp bội. Tiếp tục như vậy, đợi một thời gian, mảnh này khu vực một lần nữa hóa thành năm đó tinh linh hoàng cung, cũng không phải là không được. Lục Minh, cảm ơn ngươi. Lăng Vũ Vi nhìn về phía Lục Minh, nghiêm túc nói. Cùng ta cảm ơn cái gì, đây là ta phải làm. Lục Minh mỉm cười. Đúng rồi, ngươi loại kia bảo vật, là nơi nào lấy được? Lăng Vũ Vi tò mò hỏi. Đương nhiên là vũ trụ phế khư lấy được, từ khi rời đi Thái Thượng Tiên Thành về sau, ta cuối cùng cảm thấy có lỗi với ngươi, liền tiến vào vũ trụ phế khư thăm dò, muốn có được một loại có thể xúc tiến tinh linh thánh thụ bảo vật tặng cho ngươi, hứa ngươi bồi tội, không nghĩ tới, ta cơ duyên thâm hậu, thật đúng là bị ta chiếm được một bình tạo hóa thần thủy. Lục Minh mỉm cười nói, vung lên nói dối đến, mặt không đỏ tim không đập, cùng thật. Tạo hóa thần thủy, Lục Minh, ngươi làm lấy được tạo hóa thần thủy, khẳng định chịu không ít khổ a. Lăng Vũ Vi ánh mắt bên trong tràn ngập cảm động. Không sao, vì ngươi, đều là đáng giá. Lục Minh vẻ mặt thâm tình nói. Lăng Vũ Vi sau khi nghe xong, cảm động đều muốn khóc lên, thâm tình nhìn xem Lục Minh, nói, Lục Minh, ngươi đối đãi ta thật tốt, trước kia là ta hiểu lầm ngươi, ta tin tưởng, tinh linh tộc tộc nhân khác, cũng sẽ cùng ngươi hóa giải hiểu lầm đấy. Không có việc gì, coi như toàn thiên hạ đều hiểu lầm ta cũng không quan hệ, miễn là ngươi đừng hiểu lầm ta liền được. Lục Minh tiếp tục nói, hắn phát hiện, hắn da mặt thật càng ngày càng dày. Đều do đán đán kia, cùng hắn lăn lộn lâu, bị hắn lây bệnh, ta nguyên bản chính là chính nhân quân tử. Lục Minh tâm lý khuyên bảo bản thân. Mặt khác một khu vực, đán đán không rõ ngay cả đánh mấy cái hắt xì. Em đi, cái kia vương bát đản, ta nhổ vào, tên nào nói xấu ta. Đán đán vuốt vuốt cái mũi, khó chịu nói thầm. Tinh linh tộc khu vực, Lăng Vũ Vi tâm hoàn toàn hòa tan. Thâm tình nắm lấy Lục Minh tay. Mà giờ khắc này, tinh linh tộc người cũng rốt cục từ từ bình phục lại tâm tình. Bọn họ lại nhìn về phía Lục Minh thời điểm, ánh mắt bên trong đã cùng trước đó có biến hóa rất lớn. Mặc dù vẫn còn có chút khúc mắc, nhưng là đã nhẹ rất nhiều. Có chút nguyên bản là đối Lục Minh ấn tượng tương đối khá người, ánh mắt bên trong thậm chí lộ ra một tia vẻ cảm kích. Thánh thụ hạt giống vốn là vô cùng chân quý, Lục Minh lại có thể không ràng buộc đem đưa ra. Cái này còn dễ nói, quan trọng nhất là, một bình kia chất lỏng màu xanh lục. Hiện tại liền xem như đồ đần, đều biết một bình kia chất lỏng màu xanh lục, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Bằng không thì, làm sao có thể ở trong thời gian thật ngắn, để thánh thụ hạt giống mọc dễ nảy mầm, hơn nữa trưởng thành đến mấy trăm vạn mét cao. Phải biết, trước kia tinh linh tộc đem hết toàn lực, hao phí ngàn năm thời gian, cũng chỉ là đem tinh linh thánh thụ bồi dưỡng đến ngàn mét cao mà thôi. Cái kia đã tiêu hao vô số tư nguyên. Một bình kia chất lỏng màu xanh biết giá cả, quả thực không cách nào cân nhắc. Lục Minh lại đem dùng hết. Quan trọng nhất là, có mấy trăm vạn mét cao tinh linh thánh thụ, tinh linh tộc thiên phú, càng ngày sẽ càng cao, tu hành tốc độ cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Chỉ cần cho bọn hắn một đoạn thời gian, tinh linh tộc phồn diễn sinh sống, nhân khẩu cũng sẽ càng kéo càng nhiều, một ngày nào đó, có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, đi đến phồn hoa con đường. Bởi vì Lục Minh, tinh linh tộc đi về phía hủy diệt, hiện tại, lại mang cho bọn hắn tân sinh. Tinh linh tộc đám người tâm tình là phức tạp, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đối Lục Minh đã đổi cái nhìn rất nhiều. Vũ Vi, ngươi tạm thời lưu lại nơi này, trợ giúp tộc nhân trùng kiến A, có việc tùy thời truyền âm cho ta. Lục Minh nói. Vâng, được. Lăng Vũ Vi điểm điểm. Tinh linh tộc mới đến, cần trùng kiến, đích xác cần nàng chủ trì đại cuộc. Sau đó Lục Minh phản hồi Lục gia. Thái hư thánh triều đám người đặt chân địa phương. Lục Minh, còn có 10 năm thời gian, 10 năm này, ngươi liền hảo hảo bồi bồi người nhà của ngươi, 10 năm sau, ta muốn đưa các ngươi đi tu hành. Lục Minh bay đến nửa đường, bỗng nhiên trong tai vang lên một thanh âm, là phi hoàng thanh âm. 10 năm về sau muốn đưa các ngươi đi tu luyện, tiền bối, vì sao? Lục Minh linh thức phát ra chấn động hỏi lại, hắn biết rõ phi hoàng nghe được. Không có bao nhiêu thời gian, đại chiến sẽ lên. Các ngươi phải nhanh một chút tăng thực lực lên, hiện tại các ngươi thực lực còn quá yếu. Phi hoàng thanh âm tiếp tục vang lên. Lục Minh minh bạch, phi hoàng nói các ngươi, hẳn là bao gồm Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần các loại, những cái này cao cấp nhất thiên kiêu. Nhưng là hắn không hiểu là,
Đại chiến sẽ lên, là có ý gì? Là muốn cùng Thiên Cung bộc phát quyết chiến sao? Nhanh như vậy. Cho nên, hắn cũng lập tức hỏi lên, tiền bối, chẳng lẽ muốn cùng Thiên Cung quyết chiến? Chuyện cụ thể, chờ 10 năm sau sẽ nói cho các ngươi biết, 10 năm này, ta muốn chuẩn bị một chút, ngươi cũng hảo hảo bồi bồi người nhà của ngươi, đằng sau, nhưng không có dễ dàng như thế. Phi Hoàng thanh âm vang lên, sau đó lại trầm thấp xuống dưới. Tiền bối, tiền bối. Lục Minh liên tục kêu gọi, Phi Hoàng đều không ở đáp lại. Lục Minh lông mày nhíu lên. Phi Hoàng đều có chút gấp gáp, nói đại chiến sẽ lên, chuyện kia khẳng định rất nghiêm trọng. Sự tình phát triển, có chút vượt quá Lục Minh đoán trước. Lục Minh lúc đầu cho rằng, cùng Thiên Cung quyết chiến, không có nhanh như vậy đến. Nhưng là nghe Phi Hoàng ý tứ, khả năng đợi không được quá lâu. Phi Hoàng mặc dù không nói, nhưng Lục Minh theo bản năng liền cho rằng, là muốn cùng Thiên Cung quyết chiến. Hồng Hoang vũ trụ, trừ bỏ Thiên Cung tôn này đại địch, còn có những địch nhân khác sao? Mang tâm sự, Lục Minh bay tới, gặp được Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần, Đán Đán cùng Phao Phao đám người. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần đám người, sắc mặt đều có chút trầm trọng, nhìn thấy Lục Minh về sau, Tạ Niệm Khanh hỏi, Lục Minh, ngươi cũng nghe đến sư tôn truyền âm rồi à? Tạ Niệm Khanh một đời trước Đường Khanh, đó là Phi Hoàng đệ tử, cho nên Tạ Niệm Khanh cũng xưng hô Phi Hoàng làm sư tôn. Nghe được, bất quá còn có 10 năm thời gian, 10 năm này, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật khỏe một chút nha. Lục Minh đi qua, lôi kéo Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt tay nhỏ, cười nói. Hắn nhất định phải lộ ra nhẹ nhõm, bằng không thì tất cả mọi người tâm sự nặng nề, cũng không tiện. Kiến thiết mới cư trú chi địa, tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy ngày, phía này đại địa, liền xuất hiện một tòa tòa cự đại thành trì, cùng một tòa tòa kiến trúc to lớn. Người của Lục gia, Hoa Trì cùng hắn tộc nhân, Bàng Thạch cùng hắn tộc nhân, Bất Tử Ma Vương mang theo hắn người, Thiên Thánh Lão Thiên Vương mang theo hắn tộc nhân. Cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chi nhánh, đều sẽ thành lập một tòa thành trì, ở đây an cư xuống tới, sau đó bắt đầu tu luyện, tất cả đi vào quỹ đạo. Cũng không biết có thể thái bình bao lâu, cũng đừng đợi không được bao lâu, lại muốn bị bách rời. Lục Minh yên lặng suy nghĩ. Nếu như đại chiến bộc phát, Diệt Thiên Quân trụ sở, chỉ sợ cũng sẽ không an ổn, có thể sẽ lâm vào chiến hỏa. Nhưng là bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ có mau sớm tăng thực lực lên a. Phản hồi cư trú chi địa Lục Minh bắt đầu tu luyện, trong thân thể của hắn mỗi một tế bào, giống như là động không đáy đồng dạng, không ngừng thôn phệ trong thiên địa năng lượng, hấp thu luyện hóa. Nhưng là sau một thời gian ngắn, Lục Minh ngừng lại, lộ ra nghi hoặc. Không có chút nào tăng lên, vẫn là cùng trước đó một dạng. Lục Minh nói nhỏ. Hắn phát hiện, mặc hắn làm sao hấp thu luyện hóa trong thiên địa năng lượng, cấm kỵ chi thể đều không nhúc nhích tí nào, không có chút nào tăng lên. Trước đó hắn ở Hồng Hoang vũ trụ thử qua, cũng là như thế, đi tới Diệt Thiên Quân trụ sở, cũng là như thế. Quả nhiên, cũng truyền thuyết một dạng, Hồng Hoang vũ trụ, tối đa chỉ có thể trèo chống sinh linh tu luyện tới thần chủ nhất trọng cảnh, đây là Hồng Hoang vũ trụ có khả năng chứa cảnh giới tối cao, đạt tới thần chủ nhất trọng cảnh, lại thế nào hấp thu trong thiên địa năng lượng, đều không thể tăng cao tu vi. Khó trách, tất cả thần chủ cảnh cường giả, đều sẽ tiến vào vũ trụ phế khư mạo hiểm, có lẽ, vũ trụ phế khư bên trong có thể khiến cho thần chủ cảnh tăng lên hoàn cảnh hoặc là bảo vật. Phi Hoàng tiền bối nói 10 năm sau đưa chúng ta đi tu luyện, có phải hay không ở vũ trụ phế khư bên trong đây? Lục Minh nói nhỏ, hắn nói Hồng Hoang vũ trụ, là chỉ Thiên Cung nắm trong tay tinh không vũ trụ, cũng không bao quát vũ trụ phế khư. Bây giờ Hồng Hoang vũ trụ, điều kiện rất có hạn. Bất kể là thần khí vẫn là đàn sinh đủ loại thần dược các loại, đều khó mà chống đỡ được thần chủ cảnh cường giả tu luyện. Muốn tiếp tục tăng lên, muốn tiếp tục leo thần chủ cảnh cường giả, đều sẽ lựa chọn tiến vào vũ trụ phế khư mạo hiểm. Điểm này, bất kể là Thiên Cung, vũ trụ các tộc, hay là Diệt Thiên Quân, đều là giống nhau. Được rồi, 10 năm này, liền hào hào bồi bồi cha mẹ, bồi bồi Tiểu Khanh, Thu Nguyệt bọn họ. Lục Minh mỉm cười đứng dậy. Về sau thời gian, Lục Minh không có đem tinh lực thả về mặt tu luyện, nhiều nhất ngẫu nhiên lấy Hồng Hoang giới làm tham chiếu vật, lĩnh hội Hồng Hoang thức, thời gian khác, đều đang bồi thân nhân bằng hữu của hắn. Hắn sẽ bồi Lục Vân Thiên, Lý Bình chuyện trò một chút việc nhà, cũng sẽ bồi Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt du sơn ngoạn thủy, phong hoa tuyết nguyệt. Mặt khác cũng sẽ bớt thời gian, chỉ điểm Lục Thần Hoang, Lục Trì, còn có hắn mấy cái đệ tử tu luyện. Nói lên mấy cái đệ tử, Lục Minh trong lòng là xấu hổ. Từ khi thu bọn họ làm đồ đệ về sau, hắn vẫn không có quá chuyên tâm bớt thời gian dạy bảo bọn họ.
đều là một người ra ngoài du lịch, mạo hiểm, tu luyện. Mấy cái đệ tử tu luyện, đại bộ phận đều là một người tìm tòi, hoặc là hướng người khác chỉ giáo. Cho nên cái này khó được thời gian ở không, Lục Minh cũng thường xuyên bớt thời gian chuyên tâm chỉ đạo Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly đám người. Ở Diệt Thiên Quân trụ sở, hoàn cảnh so Thái Hư Thánh Triều mạnh hơn nhiều lắm, mặt khác Lục Minh trên người lại có số lượng cao tài nguyên, hơn nữa còn có Lục Minh tự mình chỉ điểm, mấy cái đệ tử, bao quát Lục Thần Hoang, Lục Trì Tu Vi, đều tăng lên thật nhanh, có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Không đến bao lâu, Lục Trì, Âu Dương Mạc Ly Tu Vi, đều rối rít bước vào Thần Vương cảnh. Mà Lục Hương Hương, càng là liên phá hai trọng, đạt đến Thần Vương bát trọng. Đương nhiên, bọn họ tăng lên còn không có đình chỉ, còn đang nhanh chóng tăng lên. Cứ như vậy, 10 năm thời gian, thoáng một cái đã qua. 10 năm sau, Lục Minh lại lần nữa nhận được Phi Hoàng truyền âm, nhường hắn tiến về Phi Hoàng cư trú chi địa. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người, cũng nhận được truyền âm. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người, hướng về Phi Hoàng cư trú chi địa đi. Ở Phi Hoàng cư trú chi địa, Lục Minh phát hiện trừ bỏ Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt bên ngoài, Lăng Vũ Vi cũng tới, ngoài ra còn có Vạn Thần, Đán Đán, Phào Phào. Trừ bọn họ những người này, còn có mặt khác một số người, đều là Diệt Thiên Quân bên trong một chút cao cấp nhất thiên kiêu, như Diệp Lăng. Bá! Lục Minh bọn họ đến sau đó không lâu, Phi Hoàng thân hình, liền xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Một lần này để cho các ngươi đến, là muốn đưa các ngươi đi tu luyện. Mỗi người các ngươi tu luyện chàng, đều là không cùng một dạng, căn cứ thể chất của các ngươi tu luyện công pháp, nắm trong tay lực lượng các loại, chọn lựa thích hợp nhất tu luyện của các ngươi sân bãi, có thể đem tiềm lực của các ngươi lớn nhất kích thích ra, cũng có thể để các ngươi mau sớm tăng lên. Phi Hoàng nói, quả nhiên, sẽ đi bất đồng sân bãi sao? Lục Minh nói nhỏ, điểm này, hắn đã sớm đoán được. Bằng không thì, Phi Hoàng cũng sẽ không để hắn những năm này, nhiều bồi người nhà một chút, cũng nhiều bồi bồi Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt bọn họ. Các ngươi, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, thời gian không chờ ta, chỉ sợ không cần thời gian quá lâu, đại chiến sẽ lên. Phi Hoàng mở miệng nói, tiền bối, ngài nói đại chiến sẽ lên, là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng Thiên Cung quyết chiến sao? Cha hỏi không phải Lục Minh, mà là Diệt Thiên Quân một vị thiên kiêu. Cơ hồ tất cả mọi người, đều cảm thấy hiếu kỳ, chuyện này, mới là mọi người đều quan tâm. Phi Hoàng trầm mặc một chút, lắc đầu nói, khó mà nói rõ. Đám người mặt mũi tràn đầy vấn an, Phi Hoàng câu trả lời này, là có ý gì? Nói thật cho các ngươi biết, mười mấy năm trước, ta nhận được cấm kỵ kiếm tổ một đầu tin tức, hắn nói, hắn nhìn trộm một góc tương lai không lâu, sẽ có một trận đại chiến trước đó chưa từng có. Phi Hoàng nói, cái gì? Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Cấm kỵ kiếm tổ, bọn họ cũng đều biết là ai, đó là Đường Phong, một vị vô địch nhân vật, cũng là Diệt Thiên Quân nhân vật lãnh tụ. Hắn, thế mà nhìn trộm đến một góc tương lai sẽ có đại chiến. Hơn nữa, bọn họ còn chú ý tới, Phi Hoàng dùng, trước đó chưa từng có, cái từ này. Đại chiến trước đó chưa từng có thể thấy được một trận chiến này, sẽ hết sức thảm liệt. Mọi người sắc mặt, đều ngưng trọng xuống tới. Phi Hoàng tiền bối, kiếm tổ tiền bối nhưng có nói, chúng ta đối thủ là ai chăng? Hẳn là Thiên Cung a. Lại có người hỏi. Không rõ ràng, các ngươi phải rõ ràng, nhìn trộm tương lai, độ khó cực lớn, hơn nữa tràn ngập hung hiểm. Đi qua không thể nghịch chuyển, tương lai tràn đầy vô tận biến số, cũng rất khó nhìn trộm, một khi nhìn trộm, sẽ gặp phải đáng sợ phản phệ, cho dù là danh xưng có thể khống chế thời không linh thử, cũng rất khó nhìn trộm tương lai. Hơn nữa, theo dõi đối tượng tu vi càng cao, càng là khó có thể nhìn trộm, liên quan đến sinh linh số lượng càng nhiều, càng là khó có thể nhìn trộm, ngược lại là một người bình thường tương lai, càng tốt nhìn trộm. Phi Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Điểm này, tất cả mọi người minh bạch. Một cái không có tu luyện người bình thường, sinh mệnh chỉ có ngắn ngủi 100 năm, rất tốt nhìn trộm hắn tương lai. Để tinh thông thời không linh thử đi, có thể đem hắn tương lai thấy rõ ràng ràng. Nhưng là đối tượng nếu như đổi lại một cái tu hành cường giả, liền muốn khó rất nhiều, tu vi càng cao, càng khó. Mà tùy thuộc số lượng càng nhiều, cũng sẽ càng khó. Tỷ như, ngươi muốn thấy rõ một cái tộc quần tương lai, đó là muôn vàn khó khăn. Trước đó, thời không linh thử một vị bản nguyên cảnh cường giả, thì triển thời không chi thuật, muốn thấy rõ thời không linh thử tương lai, hắn chỉ nhìn trộm đến một chút tương lai mơ hồ, liền bị phản phệ, bản thân bị trọng thương, đến nay không có khôi phục. Phi Hoàng nói, trong lòng mọi người chấn động,
Thời không linh thử nhất tộc Nguyên Tôn, đó là về thời gian đại gia, đã nắm trong tay thời gian bản nguyên, chỉ là muốn nhìn trộm một lần thời không linh thử nhất tộc tương lai, đều bị trọng thương, có thể nghĩ, nhìn trộm tương lai, đến cỡ nào hung hiểm. Đương nhiên, thời không linh thử Nguyên Tôn, thông qua cái kia một chút tương lai mơ hồ, cũng biết thiên cung có thể sẽ xuống tay với bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể sớm muốn hợp tác với chúng ta. Phi Hoàng nói, Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết thời không linh thử nhất tộc, vì sao đã sớm muốn cùng Diệt Thiên Quân hợp tác, nguyên lai là thấy rõ một góc tương lai. Ta nói cho các ngươi biết cái này, là muốn để cho các ngươi minh bạch, muốn nhìn trộm tương lai, khó như lên trời, huống chi, đường phong theo dõi, là liên quan đến toàn bộ vũ trụ tương lai, càng là khó càng thêm khó. Hắn cũng là một cái đặc thù cơ duyên phía dưới, mới có thể nhìn trộm đến một góc tương lai, nhưng là rất mơ hồ, chỉ biết là có kinh thiên đại chiến, hết sức thảm liệt, vô số người sẽ chết trận, nhưng là đối thủ cụ thể là ai, thấy không rõ lắm, khó có thể nói rõ. Phi Hoàng nói, trừ bỏ thiên cung, nào còn có mặt khác đối thủ, đoán chừng là muốn cùng thiên cung quyết chiến. Đoán chừng, là thiên cung sợ, sợ chờ đợi, bị chúng ta vượt qua, cho nên muốn ra tay. Có mấy người đang nghị luận. Tiền bối, ác ma, sẽ không trở thành đối thủ chúng ta. Lúc này, Lục Minh hỏi. Ác ma. Nghe được Lục Minh lời nói, trên sân đám người yên tĩnh, lộ ra vẻ suy tư. Ác ma, hẳn là sẽ không a, ác ma cùng thiên nhân tộc là tử địch, cùng chúng ta có cùng chung địch nhân, sao lại trở thành chúng ta đối thủ? Có người đưa ra nghi vấn. Lục Minh nói đúng, ác ma, không thể không đề phòng. Phi Hoàng nói, ác ma, dù sao cũng là ác ma, trời sinh hung tàn, cuồng bạo, khát máu, thị sát, tà ác, chúng ta cùng hợp tác, đều chỉ là vì kiềm chế thiên cung mà thôi, đối mặt ác ma sinh linh này, tương lai ai cũng không nói chắc được, cho nên, cũng phải đem xem như ẩn bên trong địch nhân, không thể không phòng. Đám người nghiêm túc gật đầu. Nếu, bọn họ thật diệt thiên cung, chỉ sợ cùng ác ma, cũng tất có một trận chiến. Lục Minh cau mày, tâm lý có chút trầm trọng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Cấm kỵ kiếm tổ, Phi Hoàng bọn họ, cũng không phải không có cùng thiên cung đấu qua. Căn cứ Tạ Niệm Khanh nói, 60 cái năm hàng tinh trước đó, liền cùng thiên cung bảo phát kinh thiên đại chiến. Trận chiến kia, thảm liệt hết sức, vô số người chiến tử, cao thủ chết, vô số kể. Thiên cung, càng là mạnh mẽ bị đánh diệt hai tòa. 60 cái năm hàng tinh trước đó, thiên cung còn có 7 tòa, bây giờ chỉ còn lại có 5 tòa. Nhưng là, cấm kỵ kiếm tổ đường phong nhìn trộm đến một góc tương lai về sau, lại dùng, trước tất cả vì, để hình dung tương lai đại chiến, có thể thấy được, tương lai trận chiến kia, tuyệt đối phải vượt qua 60 cái năm hàng tinh trước đó. Mà bây giờ thiên cung thực lực, rõ ràng còn không có 60 cái năm hàng tinh trước đó mạnh, thật muốn một trận chiến, sao lại, trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ, ác ma hòa hội thiên cung liên thủ, cùng một chỗ đối phó bọn hắn? Vẫn là, thiên nhân tộc bên trong, ra khó có thể tưởng tượng cao thủ. Không nghĩ ra. Tiền bối, vậy kiếm tổ tiền bối có hay không nói, đại chiến sẽ tại bao lâu về sau bộc phát đây? Đán Đán hỏi. Nói không chính xác, chậm nhất sẽ không vượt qua một cái năm hàng tinh, sớm nhất, khả năng liền ở vạn năm về sau. Phi Hoàng nói. Sớm nhất ở vạn năm về sau. Trong lòng mọi người đại chấn. Vạn năm, thực sự quá ngắn, bọn họ căn bản không đạt được đỉnh phong, lưu cho bọn hắn thời gian, quá ngắn a. Trong lòng mọi người đều đang cầu nguyện, hy vọng đại chiến tới chậm một chút a, tốt nhất là tiếp cận một cái năm hàng tinh về sau. Lấy bọn hắn thiên phú, nếu có một cái năm hàng tinh, đoán chừng có thể đạt đến đại thành, có ít người phá nhập bản nguyên cảnh, cũng có cực lớn khả năng. Nhưng là, nếu như chỉ có vạn năm, cái kia thực sự quá ngắn ngủi. Cho nên, ta muốn đem bọn ngươi đưa đi tu luyện, thời gian cấp bách, các ngươi nhất định phải mau sớm đem thực lực tăng lên. Phi Hoàng nói. Một lần này, không cần Phi Hoàng nói, trong lòng mọi người đều có mãnh liệt cảm giác cấp bách, hận không thể nhanh chóng tăng lên bản thân thực lực, lấy ứng đối không lâu tương lai muốn bùng nổ kinh thiên đại chiến. Tạ Niệm Khanh, tiếp xuống ta sẽ đưa ngươi tiến về Vô Lượng Ma Uyên, nơi đó chính là năm đó ta tu luyện chi địa, thích hợp nhất ngươi tiến về tu luyện, ở nơi đó, ngươi có thể nhanh nhất tăng lên. Nhưng chỉ thích hợp một mình ngươi tiến về. Phi Hoàng nói. Vâng. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Tiếp lấy Phi Hoàng ánh mắt, lại nhìn về phía vạn thần, ta sẽ đưa ngươi đi thần vẫn địa phương, truyền thuyết đó là nguyên thủy thần linh nơi chôn xương, cũng là nơi nguyên thủy thần linh cùng thiên nhân tộc quyết chiến chi địa, nơi đó mai táng số lớn nguyên thủy thần linh, đương nhiên, nơi đó cũng tràn ngập nguy hiểm,
còn có vũ trụ các tộc người cũng sẽ tiến về nơi đó thăm dò, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Gặp nguy hiểm, tốt quá, ta còn sợ là tu luyện khô khan, nhiều nhàm chán đây. Vạn thần cười hắc hắc, tràn đầy chiến ý. Thu Nguyệt, ngươi chính là cửu khiếu thánh tâm, ta sẽ đưa ngươi nguyên tâm chi hải, ở nơi đó, ngươi tiềm lực, có thể trình độ lớn nhất khai phát, cửu khiếu thánh tâm, không thể coi thường, ẩn chứa tiềm lực ngay cả ta cũng vô pháp đánh giá, hồng hoang vũ trụ từ xuất hiện đến nay, bao quát ngươi, cũng liền xuất hiện hai lệ mà thôi. Phi Hoàng nhìn về phía Thu Nguyệt. Không ít người ánh mắt, cũng nhìn về phía Thu Nguyệt, lộ ra vẻ hâm mộ. Liền Phi Hoàng đều nói không cách nào đánh giá, cái này tuyệt đối kinh người a. Phi Hoàng tiền bối, ta bây giờ đã cửu khiếu toàn bộ triển khai, tiềm lực còn chưa mở phát đến mạnh nhất sao? Thu Nguyệt tò mò hỏi. Cửu khiếu thánh tâm cửu khiếu toàn bộ triển khai, vẫn chỉ là nhập môn mà thôi. Phi Hoàng nói, sau đó lộ ra vẻ suy tư, một lát sau, lại nói, đã từng có người ở vũ trụ phế khư bên trong tìm tới điển tịch, bên trong có đôi câu vài lời, đề cập tới cửu khiếu thánh tâm, tựa hồ là trước kỷ nguyên một loại nào đó nghịch thiên thể chất, tiềm lực vô tận. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, ngay cả Lục Minh đều hiếu kỳ dò xét Thu Nguyệt. Cửu khiếu thánh tâm, lại là trước kỷ nguyên một loại nào đó nghịch thiên thể chất. Điểm này, vượt quá Lục Minh ngoài dự liệu. Hồng hoang vũ trụ sinh ra đến nay, bao quát Thu Nguyệt cũng mới xuất hiện hai lệ, cái tỷ lệ này, càng là cực kỳ nhỏ. Thu Nguyệt cũng hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng, nàng cũng không nghĩ đến, cửu khiếu thánh tâm, còn có tiềm lực không có khai phát ra tới. Thời không linh thử phao phao, tiếp đó, ta sẽ dẫn ngươi đi thời không hải dương, nơi đó thích hợp nhất ngươi tu luyện. Thế giới thần quy đán đán, tiếp đó, ta sẽ đưa ngươi đi vạn hóa phế tích, nơi đó, hẳn là trước kỷ nguyên trận pháp đại thế lực lưu lại di chỉ, lưu lại tàn trận tinh diệu hết sức, đầy đủ ngươi tìm hiểu. Tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, ta sẽ đưa ngươi đi vạn linh tiên cung, thích hợp nhất tinh linh huyết mạch tu luyện. Tiếp đó, Phi Hoàng nguyên một đám an bài lên. Từng cái thiên kiêu, đều có đặc định an bài, đều có thích hợp nhất chính mình tu luyện sân bãi. Có thể thấy, Phi Hoàng khoảng thời gian này, hao tổn tốn rất nhiều tâm tư. Những địa phương này, tương đối mà nói, là tương đối an toàn, nhưng là những địa phương này, đều đang vũ trụ phế khư bên trong, vũ trụ phế khư, ai cũng không thể cam đoan 100% an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy cơ sinh ra, cho nên, chính các ngươi tu luyện thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Khối này ngọc phù, các ngươi cầm, nếu như các ngươi gặp được khó có thể chống lại nguy hiểm, hoặc là cảm thấy mình tu luyện đủ rồi, muốn rời khỏi, liền bóp nát khối này ngọc phù, ta sẽ biết rõ. Phi Hoàng nói, vừa nói, trong cơ thể nàng, không ngừng có thân ảnh đi ra, đều là Phi Hoàng linh hồn hóa thân. Một cái linh hồn hóa thân đi đến Tạ Niệm Khanh bên người, vung tay lên, mang theo Tạ Niệm Khanh phóng lên tận trời, biến mất ở nơi này. Một cái linh hồn hóa thân, đi tới Thu Nguyệt bên người, cũng mang theo Thu Nguyệt rời khỏi nơi này. Từng cái linh hồn hóa thân, đều sẽ mang đi một người. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại một người, kia liền là Lục Minh, lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Đương nhiên, còn có Phi Hoàng. Lục Minh chố mắt đứng nhìn, một hồi lâu mới hỏi, cái kia, Phi Hoàng tiền bối, ta đi chỗ nào tu luyện? Tất cả mọi người đều có chỗ, liền hắn một cái, còn không có được an bài. Ngươi, ta cũng không biết đưa ngươi đi nơi nào tu luyện. Phi Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Không có thích hợp ta chỗ. Lục Minh có chút im lặng hỏi. Đích xác, không có đặc biệt thích hợp ngươi tu luyện chỗ, cấm kỵ chi thể, tương đối đặc thù, đơn thuần bế quan tu luyện, là rất khó đột phá, nhất định phải trong thực chiến, đứng trước nguy cơ, mới có thể không ngừng đột phá, không ngừng tăng lên. Phi Hoàng nói. Nói như vậy, ta chỉ có thể tự ra ngoài du lịch. Lục Minh nói. Không sai. Hơn nữa, lấy ngươi hiện tại tu vi, là có thể tiến vào vũ trụ phế khư mạo hiểm, ta có thể đề cử ngươi mấy cái chỗ. Phi Hoàng nói. Tiền bối mời nói. Lục Minh nói. Lại nói trước đó, ngươi muốn đối vũ trụ phế khư, hiểu đại khái, còn có, vũ trụ phế khư, có cái nào cơ duyên, trong lòng ngươi cũng phải rõ ràng. Phi Hoàng nói. Tiền bối thỉnh giáo. Lục Minh một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Vũ trụ phế khư cơ duyên, chủ yếu bao hàm 6 đại loại. Đệ nhất, chính là binh khí, vũ trụ phế khư chính là trước kỷ nguyên đại chiến lưu lại, đi qua quá lâu tuế nguyệt, không có bao nhiêu đồ vật, có thể kinh lịch dài như vậy tuế nguyệt mà không mục nát, những cái kia đẳng cấp không đủ binh khí, tỉ như cùng chủ cấp thần binh tương đối binh khí, ở thời gian lâu như vậy về sau, đều sẽ mục nát. Có thể một mực bảo tồn lại, chỉ có nguyên cấp thần binh. Tu hành nhất đạo,
Bất kể là tu luyện loại lực lượng nào, bất kể là cấm kỵ chi lực, hay là thiên chi lực, hay là thần lực, cũng hoặc là trước kỷ nguyên luyện khí thuật, tu luyện tới cuối cùng, đều là tương thông, đều muốn hồi quy bản nguyên. Cho nên, trước kỷ nguyên cũng có nguyên cấp thần binh, khả năng trước kỷ nguyên không xưng hô như vậy, nhưng là cùng bây giờ nguyên cấp thần binh không sai biệt lắm, đều là ở trong chứa bản nguyên. Trên thực tế, hiện tại vũ trụ bên trong rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả dùng nguyên cấp thần binh, đại bộ phận đều là từ vũ trụ phế khư ở bên trong lấy được, ngày kia luyện chế, số lượng tương đối ít. Phi Hoàng giải thích cặn kẽ lên. Nghe được Phi Hoàng đối với nguyên cấp thần binh giải thích, Lục Minh minh bạch một cái đạo lý. Kia liền là mặc kệ tu luyện cái gì lực lượng, tu luyện tới cuối cùng, đều muốn đến bản nguyên cảnh giới này. Bất quá, ở vũ trụ phế khư bên trong, tàn phá nguyên cấp thần binh càng nhiều, lại càng dễ thu hoạch được, hoàn chỉnh nguyên cấp thần binh, cực kỳ thưa thớt. Đương nhiên, tàn phá nguyên cấp thần binh, cũng phi thường chân quý, ẩn chứa vật liệu, đều là có thể đánh tạo nguyên cấp thần binh, một khi gặp được, không thể bỏ lỡ. Phi Hoàng nói, Lục Minh tự nhiên liên tục gật đầu. Tàn phá nguyên cấp thần binh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn nhưng là có cầu cầu cái này đại vị vương ở, coi như không lấy ra bên trong vật liệu, cũng có thể dùng đến uy cầu cầu A. Tiếp đó, chính là loại thứ hai cơ duyên, cũng là vũ trụ phế khư phân bố rộng rãi nhất, dễ có nhất, kia liền là đủ loại quáng thạch chân quý, kim loại chờ vật liệu luyện khí. Trước kỷ nguyên, hồng hoang đại lục bị đánh nát, chia làm vô số khối mảnh vỡ, tạo thành vũ trụ phế khư bên trong vô số tiểu hình đại lục, mà những cái kia chân quý vật liệu luyện khí liền giấu ở những đại lục này. Những cái này vật liệu luyện khí cũng sẽ không mục nát, vũ trụ phế khư bất luận cái gì đại lục cũng có thể có được. Ngươi cũng biết, bây giờ hồng hoang vũ trụ đẳng cấp quá thấp, tu luyện tới thần chủ nhất trọng liền lại cũng khó có thể tiến thêm. Đạo lý giống nhau, hồng hoang vũ trụ bên trong ẩn chứa vật liệu luyện khí cũng không cao cấp, có thể luyện chế chủ cấp thần binh vật liệu luyện khí đều cực kỳ thưa thớt, thậm chí là hiếm thấy. Mà có thể luyện chế nguyên cấp thần binh vật liệu, vậy thì càng thêm hiếm hoi, cơ hồ là không có. Mà vũ trụ phế khư bên trong, cao cấp vật liệu luyện khí lại không ít, bây giờ hồng hoang vũ trụ luyện chế chủ cấp thần binh, vật liệu đại bộ phận đều xuất từ vũ trụ phế khư, luyện chế nguyên cấp thần binh, cái kia càng là như vậy. Đương nhiên, vũ trụ phế khư bên trong còn có đẳng cấp cao hơn vật liệu luyện khí, một khi gặp được vậy chờ vật liệu luyện khí, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Phi Hoàng nói đến đây, không có ngừng phía dưới, tiếp tục nói, loại thứ ba cơ duyên, chính là đủ loại điển tịch. Vũ trụ phế khư là trước kỷ nguyên lưu lại, khá dài như vậy tuế nguyệt, một dạng điển tịch, tự nhiên không có khả năng bảo lưu lại đến, nhưng là, có chút lấy phương pháp đặc thù luyện chế điển tịch, hoặc là có chút lấy tài liệu đặc biệt luyện chế điển tịch, hoặc là, giấu ở một ít chỗ đặc thù, có sức mạnh bất hủ bảo hộ, lại có thể bảo tồn lại. Căn cứ những cái này điển tịch, có thể dò biết trước kỷ nguyên phong mạo, lý giải trước kỷ nguyên một ít chuyện. Trên thực tế, chúng ta bây giờ đối với trước kỷ nguyên hiểu một chút, đều là tới từ những cái này điển tịch. Đương nhiên, còn có thể lấy được trước kỷ nguyên lưu lại tu luyện chi pháp, cũng chính là luyện khí thuật. Có chút luyện khí thuật, cực kỳ huyền diệu, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tỉ như, ta truyền cho ngươi Trảm Tam Thi chi thuật, chính là ta ở vũ trụ phế khư lấy được một luyện khí thuật. Trảm Tam Thi chi thuật, lại là trước kỷ nguyên luyện khí thuật. Nghe được Phi Hoàng giải thích, Lục Minh tâm lý chấn động mạnh mẽ một lần. Tiếp đó, là đệ tứ loại cơ duyên, chính là một chút thiên tài địa bảo, tỉ như ta trước đó cho vận mệnh của ngươi thần thủy, bất qua loại này bảo vật rất ít, chủ yếu là vũ trụ phế khư trải qua đại chiến thảm thiết, đủ loại quy tắc áo nghĩa, hết sức hỗn loạn, rất khó dựng dục ra loại này ẩn chứa sinh mệnh tinh khí thiên tài địa bảo, thuần kháo cơ duyên. Đệ ngũ loại cơ duyên, mới là tất cả thần chủ cảnh cường giả tiến vào vũ trụ phế khư nhất mục tiêu trọng yếu, kia liền là Hồng Hoang Tinh. Hồng Hoang Tinh, Lục Minh nghi ngờ mở miệng. Thái Thượng Tiên Thành bên trong, có hồng hoang khí, hoàn toàn khác với hồng hoang vũ trụ thần khí, so thần khí cao cấp hơn, kia liền là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục ẩn chứa thiên địa chi khí, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mà bây giờ, vũ trụ phế khư cực ít địa phương có hồng hoang khí, nhưng khi hồng hoang khí nồng đậm tới trình độ nhất định, liền sẽ hình thành hồng hoang tinh, cùng linh thạch, thần tinh một dạng, chôn giấu dưới đất. Những cái này hồng hoang tinh, là năm đó hồng hoang đại lục thời điểm ngưng tụ ra, chôn giấu ở từng mảnh đại lục bên trong mảnh vỡ, hồng hoang tinh năng lượng ẩn chứa, cũng không phải Thái Thượng Tiên Thành bên trong hồng hoang đan có thể so, so với kia muốn nồng đậm rất nhiều, lấy hồng hoang tinh tu luyện, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Hồng hoang vũ trụ thần chủ tiến vào vũ trụ phế khư mạo hiểm, chủ yếu mục tiêu chính là hồng hoang tinh, có hồng hoang tinh, mới có thể không ngừng tăng cao tu vi,
Bằng không thì, thần chủ cảnh là rất khó tăng cao tu vi. Hơn nữa hồng hoang tinh đối tác dụng của ngươi, sẽ càng lớn, ngươi đã có bản nguyên chủng tử, phương hướng đã rõ ràng, không cần hao phí tâm thần đi tìm phương hướng, chỉ cần không ngừng luyện hóa hồng hoang tinh, liền có thể tăng cao tu vi, cho nên, tiến vào vũ trụ phế khư, ngươi chủ yếu mục tiêu, chính là hồng hoang tinh. Phi Hoàng nói, nguyên lai, thần chủ cảnh tăng lên, là dựa vào hồng hoang tinh. Lục Minh rốt cuộc minh bạch, khó trách tất cả thần chủ cảnh tồn tại, đều muốn tiến vào vũ trụ phế khư mạo hiểm du lịch, chính là vì tìm kiếm hồng hoang tinh. Đương nhiên, nếu có người không ngừng cho ngươi cung cấp hồng hoang tinh, vậy ngươi đợi ở hồng hoang vũ trụ, cũng có thể tăng cao tu vi. Đây là đệ ngũ loại cơ duyên, cuối cùng là đệ lục loại cơ duyên, cũng là trọng yếu nhất cơ duyên, để cho người điên cuồng cơ duyên, chính là ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật. Phi Hoàng nói, ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật, đó là cái gì, cùng bản nguyên cảnh có quan hệ? Lục Minh tò mò hỏi, ngươi đoán không sai, ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật, đích xác cùng bản nguyên cảnh có quan hệ, bản nguyên cảnh tồn tại muốn tăng cao tu vi, một cái là dựa vào thiên phú của mình, đi tìm hiểu bản nguyên, nhưng là vậy quá chậm, nếu có ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật, liền có thể trực tiếp hấp thu cái kia bảo vật bên trong bản nguyên ấn ký, có thể trực tiếp xúc tiến bản nguyên cảnh tồn tại tăng lên. Phi Hoàng nói, Lục Minh chấn kinh, có thể giúp bản nguyên cảnh tồn tại tăng cao tu vi bảo vật, cái này tuyệt đối hết sức chân quý, bản nguyên cảnh cường giả sẽ đánh bể đầu đi tranh đoạt. Khó trách Phi Hoàng nói, đây là 6 loại cơ duyên bên trong trọng yếu nhất cơ duyên. Tu hành giả căn bản, là tu vi. Tu vi tăng lên, mới là thu hoạch lớn nhất. Phàm là có thể tăng cao tu vi bảo vật, đều vô cùng chân quý, lại càng không cần phải nói là tăng lên bản nguyên cảnh cường giả bảo vật. Nếu như lấy được một kiện, bán cho bản nguyên cảnh cường giả, bán đấu giá ra giá trên trời. Cho nên, ngươi nếu như lấy được, có thể giữ lại, chờ ngươi về sau đạt tới bản nguyên cảnh, liền sẽ có đại dụng, bất quá, ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật, cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, bằng không, vũ trụ bên trong bản nguyên cảnh tồn tại, tu vi liền sẽ không như vậy khó tăng lên. Phi Hoàng nói, Lục Minh gật gật đầu, điểm này hắn biết rõ rõ ràng, càng là bảo vật chân quý, thì càng khó được đến, càng là thưa thớt. Tốt, vũ trụ phế khư 6 loại cơ duyên, chính là những cái này, tiếp xuống cùng ngươi nói một chút vũ trụ phế khư sẽ đụng phải một chút nguy hiểm. Vũ trụ phế khư là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục bị đánh bạo hình thành, có thể nói là một mảnh cổ lão chiến trường, ở vũ trụ phế khư bên trong, quy tắc áo nghĩa hỗn loạn hết sức, cho nên, khó có thể dựng dục ra đại lượng sinh linh, cũng không có cái gì cường đại tộc đàn. Bất quá phàm là cũng có ngoại lệ, vũ trụ phế khư bên trong tồn tại nhiều nhất, chính là đủ loại chủng loại. Chủng loại sinh mệnh lực ương ngạnh, có chút thậm chí kế thừa trước kỷ nguyên huyết mạch, ở hỗn loạn quy tắc áo nghĩa phía dưới, còn có thể không ngừng sinh sôi, cho nên, ở vũ trụ phế khư, phải cẩn thận các loại côn trùng, có chút hết sức vắng lặng đại lục, khả năng liền cư trú một chút đáng sợ côn trùng. Có chút côn trùng, cực kỳ khủng bố, đã từng có một vị bản nguyên cảnh cường giả, bị một con muỗi keng chết. Phi Hoàng nói, Lục Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Có bản nguyên cảnh cường giả ở vũ trụ phế khư bên trong bị một con muỗi cho keng chết. Đó là cái gì con muỗi, khủng bố như thế? Đầu tiên là phải cẩn thận các loại côn trùng, một cái khác chính là, vũ trụ phế khư là trước kỷ nguyên chiến trường, chiến tử qua vô số cường giả, cho nên cũng sẽ diễn hóa ra rất nhiều tà dị đồ vật, cho nên một chút ngươi cảm giác tà dị quỷ dị địa phương, tốt nhất đừng đi, loại kia địa phương, thường thường vô cùng nguy hiểm, lịch sử phía trên vì thế vẫn lạc bản nguyên cảnh, cũng không phải số ít. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn cẩn thận thiên cung cường giả, đây là lớn nhất nguy cơ. Phi Hoàng vừa nói, Lục Minh vừa gật đầu. Bất quá gần nhất hơn 10 cái năm hàng tinh đến nay, vũ trụ phế khư xuất hiện biến hóa rất lớn, nguyên bản hỗn loạn quy tắc áo nghĩa, cũng chậm chậm trở nên có thứ tự lên, cho nên có chút lớn lục mảnh vụn bên trên, cũng dựng dục ra một chút sinh linh, một chút tộc đàn, có thể hiểu được tu luyện, bất quá thời gian quá ngắn, những cái này tộc đàn còn không có phát triển, cường giả không nhiều, ngược lại là không đủ gây sợ. Đương nhiên, có quan hệ vũ trụ phế khư giới thiệu, còn rất nhiều, ta chỗ này có một khối ngọc giản, bên trong có vũ trụ phế khư càng nhiều giới thiệu, ngươi cầm xem một chút a. Phi Hoàng nói xong, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, đưa cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận, linh thức chìm vào trong đó, rất nhanh liền đem ngọc giản nội dung bên trong, ghi ở trong lòng. Bên trong rất nhiều liên quan tới vũ trụ phế khư giới thiệu, đều bị Lục Minh rất giật mình, cảm giác trước kia có chút ếch ngồi đáy giếng. Một lần này đại đại chướng một đợt kiến thức. Tốt, cơ sở, cùng ngươi nói, tiếp đó, muốn ngươi lựa chọn tiến về mạo hiểm địa điểm, ta chỗ này có mấy khối khu vực, ngươi tự mình lựa chọn a.
Phi hoàng trong tay xuất hiện một khối ngọc phù phát sáng, không trung xuất hiện một bộ to lớn đồ án. Đây là vũ trụ phế khư địa đồ, đương nhiên là không hoàn toàn, chỉ có một bộ phận, vũ trụ phế khư cực cực lớn, vô tận tuế nguyệt đến nay, thiên cung, hoặc là vũ trụ các tộc, hay là chúng ta diệt thiên quân cộng lại, cũng thăm dò vũ trụ phế khư 1/3 địa hạt, còn có 2/3 địa hạt, thuộc về địa hạt không biết đến. Này khu vực phía trên quang mang sáng lên, thuộc về khu vực đã thăm dò qua. Phi hoàng giới thiệu. Lục Minh khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho đến nay, bao nhiêu năm đã trôi qua. Nhiều năm như vậy, thiên cung, vũ trụ các tộc, diệt thiên quân các thế lực cường giả cộng lại, mới thăm dò vũ trụ phế khư 1/3 khu vực, còn có 2/3 không biết, cái này thực sự quá kinh người. Điều này nói rõ vũ trụ phế khư thực sự cuồn cuộn vô ngần, còn có một cái, là vũ trụ phế khư vô cùng nguy hiểm. Bằng không thì, bằng bản nguyên cảnh cái kia cùng vũ trụ cùng tồn thọ nguyên, vũ trụ phế khư cho dù là lớn, cũng có thể thăm dò kết thúc. Chủ yếu là quá nguy hiểm, thăm dò thời điểm, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tốc độ tự nhiên rất chậm. Chúng ta đem vũ trụ phế khư, cũng chia thành từng khối cỡ nhỏ khu vực, những cái này khu vực giữa lẫn nhau cách phi thường xa, hai bên tầm đó, là dài rằng giặc hư vô không gian, điểm này cùng hồng hoang vũ trụ những cái kia tinh vực không sai biệt lắm. Chòm sao khác nhau tầm đó, sẽ có dài rằng giặc hắc ám hư không? Đương nhiên, cái này mỗi một phiến tiểu hình khu vực diện tích, nếu so với hồng hoang vũ trụ tinh vực lớn hơn nhiều rất nhiều. Phi hoàng giải thích nói. Lục Minh nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy trên bản đồ, bị chia làm một khối nhỏ khu vực khác nhau, mỗi một khối khu vực tầm đó, đều có tương đối dài hư vô không gian cách trở. Mỗi một khối khu vực lớn nhỏ khác biệt, đặc tính cũng khác biệt, ẩn chứa vật chủng cũng khác biệt, đương nhiên, tính nguy hiểm cũng không hoàn toàn giống nhau, càng đến gần vũ trụ phế khư chỗ sâu, càng là nguy hiểm. Ta đề cử cho ngươi mấy khối khu vực, đều tương đối gần vũ trụ phế khư bên ngoài, thích hợp ngươi hiện tại tu vi mạo hiểm. Ngươi xem, mảnh này khu vực, có một ít độc trùng, nhưng là cũng thừa thái một chút vật liệu luyện khí, thiên nhân tộc, vũ trụ các tộc, ta diệt thiên quân, đều có không ít người ở cái kia thăm dò du lịch, đối với ngươi cũng nhất định có trợ giúp, thế nào? Phi hoàng chỉ một khối tương đối gần khu vực vòng ngoài nói. Lục Minh nhìn một chút, cuối cùng lắc đầu. Phi hoàng lại giới thiệu, khối khu vực này, tên là sáu rắn khu, cơ hồ không có cái gì thăm dò. Tiếp đó, phi hoàng liên tục giới thiệu 3-5 khối khu vực, đều là tương đối thích hợp Lục Minh hiện tại đi sông sáo. Khối khu vực này, tên là thiên tinh khu, đây là một khối mới vừa bị khai phát không lâu khu vực, trên cơ bản bị thiên cung người chiếm cứ, ta diệt thiên quân, chỉ có số ít người tại hoạt động. Phi hoàng tiếp tục giới thiệu. Làm giới thiệu nói thiên tinh khu thời điểm, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Tốt, ta lựa chọn đi thiên tinh khu. Lục Minh nói, ngươi muốn đi thiên tinh khu, nơi này hoạt động, đại bộ phận đều là thiên nhân tộc, ngươi một khi gặp được nguy hiểm, cũng không tìm được giúp đỡ. Phi hoàng nói, không có giúp đỡ, mới có thể kích phát ra ta lớn nhất tiềm lực, còn có, đều là thiên nhân tộc, ta mới có thể tận tình giết thống khoái. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang. Lục Minh lựa chọn thiên tinh khu, còn một nguyên nhân khác, kia liền là thiên tinh khu là mới khai phá ra, còn không thế nào bị dò xét qua, cái này cũng mang ý nghĩa càng nhiều cơ duyên. Nếu là đã sớm bị người phát hiện khu vực, sớm đã bị người dò xét trăm ngàn lần, cái kia còn có cái gì cơ duyên? Đặc biệt là hồng hoang tinh. Lục Minh chuyến này mục tiêu chủ yếu nhất, chính là hồng hoang tinh, cái này có thể nhanh chóng tăng lên hắn tu vi. Ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật, mặc dù chân quý. Nhưng là tu vi không có đạt tới bản nguyên cảnh, lại không hấp thu được, lấy được cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hiện trước mắt, vẫn là hồng hoang tinh đối Lục Minh mà nói là thực dụng. Tốt, ngươi tất nhiên đã chọn, vậy liền lên đường đi, ngươi tu luyện không giống bình thường, cần kinh nghiệm sinh tử tôi luyện, mới có thể không ngừng tăng lên, cho nên, ta linh hồn hóa thân, chắc là sẽ không đi giúp ngươi, gặp được nguy hiểm, ngươi cần tự mình giải quyết, rõ chưa? Phi hoàng nói, sắc mặt trịnh trọng. Minh bạch. Lục Minh gật gật đầu. Tốt, bước này địa đồ, ngươi mang theo a, còn có khối này dò xét kim loại tài liệu trận bàn, ngươi cũng mang theo, liền có thể xuất phát. Phi hoàng nói. Đa tạ tiền bối. Lục Minh tiếp nhận địa đồ cùng trận bàn, không có lời thừa thái, đi thẳng. Trước khi tới đây, đã hướng hắn phụ mẫu, đệ tử, bằng hữu chờ nói lời từ biệt, cho nên không cần tạm biệt, rời đi phi hoàng cư trú chi địa về sau, Lục Minh trực tiếp hướng về vũ trụ phế khư chỗ sâu bay đi. Vũ trụ phế khư, nhìn qua tiến về hắc ám vũ trụ cô quạnh phế tích, Lục Minh ánh mắt lộ ra chờ mong. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa,
Lần thứ nhất muốn đi vào vũ trụ phế khư thăm dò mạo hiểm, tâm lý không khỏi có chút chờ mong, nghênh đón hắn, sẽ là gì chứ? Thiên tinh khu vực, cùng Diệt Thiên Quân trụ sở so ra, tự nhiên ở vũ trụ phế khư chỗ càng sâu, trung gian cách mấy phiến khu vực khác. Muốn tiến về thiên tinh khu vực, khoảng cách phi thường xa xôi. Hơn nữa Lục Minh đi ngang qua khu vực khác dự định, hắn kế hoạch từ khu vực ở giữa hư vô không gian tiến lên. Tương đối mà nói, hư vô không gian cũng không có cái gì hồng hoang đại lục mảnh vỡ, cũng sẽ không dựng dục ra một chút tà dị tồn tại, cũng không có cái gì côn trùng, càng thêm an toàn. Hồng hoang vũ trụ cao thủ, một dạng muốn tiến về phía nào đó khu vực, đi đều là khu vực ở giữa hư vô không gian, bởi vì đi hư vô không gian, không cần lo lắng bị mặt khác sinh linh công kích, có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Vũ trụ phế khư bên trong, thế nhưng là không có lỗ sâu. Bởi vì nơi này quy tắc áo nghĩa hỗn loạn, coi như gần nhất hơn 10 cái năm hành tinh đến nay, vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa tựa hồ vững vàng rất nhiều, nhưng là muốn mở ra lỗ sâu, cũng là muôn vàn khó khăn. Liền xem như thời không linh thử cường giả, cũng rất khó ở vũ trụ phế khư bên trong mở ra vượt qua khu vực lỗ sâu. Cho nên, ở vũ trụ phế khư bên trong đi đường, chỉ có thể dựa vào bản thân phi hành. Lục Minh hiện ở đạt đến thần chủ cảnh, tốc độ quá nhanh, một bước có thể vượt qua một cái tinh vực, bất quá, vũ trụ phế khư, thực sự đã quá lớn rồi, so hồng hoang vũ trụ lớn hơn nhiều lắm, tùy tiện một khu vực, đều so hồng hoang vũ trụ một cái tinh vực lớn hơn nhiều lần. Lấy Lục Minh tốc độ, toàn lực phi hành, cũng đầy đủ dùng 7 ngày, mới đi đến thiên tinh khu vực. Lục Minh không chút do dự, vọt vào thiên tinh khu vực địa hạt bên trong. Vừa tiến vào thiên tinh khu vực bên trong, mỗi bay qua một khoảng cách, liền có thể một mảnh đại lục nổi bồng bềnh giữa không trung. Những đại lục này, đều là năm đó hồng hoang đại lục mảnh vỡ, có lớn có nhỏ. Tiểu nhân vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn cây số, lớn vô biên vô hạn, so sinh mệnh tinh cầu lớn, cũng có rất nhiều. Vũ trụ phế khư cảnh sắc, thực sự là cùng hồng hoang vũ trụ, hoàn toàn khác biệt. Lục Minh một bên phi hành, một bên dò xét. Vũ trụ phế khư, không có tinh cầu, có chỉ có đại lục mảnh vỡ. Hơn nữa cảnh vật của nơi này nguyên, cũng không phải hành tinh, mà là từng đầu dòng sông. Đúng vậy, dòng sông, tràn ngập hỏa diễm dòng sông, ngang qua ở trong hư không. Có chút một dòng sông, kéo dài vô tận khoảng cách, có thể so với hồng hoang vũ trụ một đầu tinh hà. Từ xa nhìn lại, thật giống như là một dòng sông tại hư không chảy xuôi, vô cùng hùng vĩ. Nhưng là khẽ dựa gần, chính là kinh người nhiệt độ cao, so hành tinh còn muốn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Vũ trụ phế khư nguồn sáng, chính là dựa vào ngọn lửa này dòng sông, không biết ngọn lửa này dòng sông, là thế nào hình thành. Phía trước phiến kia đại lục không sai, đi xem một chút. Lục Minh ánh mắt khẽ động, nhìn thấy phía trước nổi lơ lửng một khối to lớn vô cùng đại lục. Mảng đại lục này diện tích, có thể so với một cái sinh mệnh tinh cầu. Lục Minh bay đi, khí tức thu liếm, đứng ở đại lục trên không quan sát, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ cái gì sinh linh, cũng không có bất kỳ cái gì thực vật, hẳn không có nguy hiểm. Lục Minh nói nhỏ, sau đó hạ xuống trên đại lục. Trên phiến đại lục này, tĩnh mịch một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một loại tảng đá đen kịt. Cái này mênh mông vô biên đại lục, muốn dò xét có hay không chân quý mỏ kim loại, nói nghe thì dễ a. Lục Minh lấy ra phi hoàng cho hắn trận bàn, tâm lý thán. Phi hoàng cho hắn khối này trận bàn, tên là tìm kim trận bàn. Có thể dò xét trong phạm vi nhất định, có hay không chân quý mỏ kim loại. Tìm kim trận bàn, cơ hồ là tìm đi vũ trụ phế khư cần thiết bảo vật, đi tới xa lạ đại lục, có thể dùng tìm kiếm chân quý mỏ kim loại mạch. Bất quá, tìm kim trận bàn dò xét phạm vi, hết sức có hạn. Phi hoàng khối này tìm kim trận bàn, xem như đỉnh cấp, nhưng là chỉ có thể dò xét trong vòng nghìn dặm khu vực mà thôi. Vượt qua vạn dặm, sẽ rất khó dò xét ra. Lớn như vậy một khối đại lục. Cần dò xét bao nhiêu thời gian? Lục Minh lắc đầu, hắn không phải chuyên môn đến đào mỏ, đương nhiên sẽ không tiêu phí thời gian dài như vậy đi dò xét có hay không mỏ kim loại. Nếu như hoa mấy tháng dò xét một lần, căn bản không có chân quý mỏ kim loại, chẳng phải là thua thiệt lớn. Lục Minh, dò xét mỏ kim loại, loại chuyện này, liền giao cho ta, không cần dùng cái gì trận bàn. Lúc này, Cầu Cầu mở miệng nói. Cầu Cầu, lớn như vậy đại lục. Ngươi bao lâu có thể dò xét xong? Lục Minh hỏi. Một giờ là đủ. Cầu Cầu nói, dương dương đắc ý. Một giờ, tốt. Lục Minh không khỏi đại hỉ. Nếu là có thể tìm kiếm được một chút có thể luyện chế chủ cấp thần binh,
thậm chí là nguyên cấp thần binh kim loại vật liệu, đó cũng là to lớn thu hoạch. Dù sao ở Hồng Hoang vũ trụ, bất kể là chủ cấp thần binh vẫn là nguyên cấp thần binh, đều là hàng hiếm. Hơn nữa Lục Minh biết rõ, ở Diệt Thiên Quân bên trong, thì có một vị có thể luyện chế nguyên cấp thần binh luyện khí đại sư, một vị bản nguyên cảnh tồn tại. Mặc dù xác suất thành công rất thấp, nhưng là chỉ cần có thật nhiều vật liệu luyện khí, tổng sẽ thành công. Hơn nữa từ khi thế giới thần quy nhất tộc gia nhập, luyện chế nguyên cấp thần binh nắm chắc, liền gia tăng thật lớn một đoạn. Thế giới thần quy, tinh thông phù văn trận pháp, mà phù văn trận pháp, lại là luyện khí căn cơ. Cho nên, thế giới thần quy nhất tộc bên trong, luyện khí cao thủ rất nhiều. Theo Đán Đán cáo chi, thế giới thần quy nhất tộc bên trong một vị lão tổ, cũng là có thể luyện chế nguyên cấp thần binh. Dạng này, Diệt Thiên Quân bên trong, thì có hai vị có thể luyện chế nguyên cấp thần binh luyện khí đại sư, chỉ phải có đầy đủ vật liệu, vẫn có thể luyện chế thành công. Về phần chủ cấp thần binh, xác suất thành công thì càng cao hơn. Bất kể là chủ cấp thần binh, hay là nguyên cấp thần binh, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, coi như Lục Minh bản thân không dùng được, cũng có thể bán cho Diệt Thiên Quân mặt khác cao thủ dùng. Dù sao, tương lai bộc phát đại chiến, một kiện nguyên cấp thần binh, đối một vị bản nguyên cảnh cường giả có thể tăng thêm không ít chiến lực. Hơn nữa, Lục Minh khẩn cấp muốn có được một chút chiến giáp loại nguyên cấp thần binh. Từ khi được chứng kiến ra Sở Thiên Cơ món kia nguyên cấp thần binh chiến giáp về sau, Lục Minh đối nguyên cấp thần binh chiến giáp, liền nhớ mãi không quên, lực phòng ngự quá mạnh. Nếu là có thể mặc vào loại này chiến giáp, tương lai đại chiến, bảo mệnh năng lực, tuyệt đối phải tăng lên một mảng lớn. Hắn hận không thể hắn thân nhân bằng hữu đều mặc lên loại này chiến giáp. Nói lên ra Sở Thiên Cơ món kia nguyên cấp thần binh chiến giáp, trước đó Lục Minh đã từng tìm thế giới thần quy nhất tộc vị kia luyện khí đại sư hỏi thăm qua có thể hay không sửa bổ. Đối phương cho ra đáp án dĩ nhiên là có thể tu bổ, nhưng là thiếu khuyết hai loại chân quý kim loại vật liệu. Có thể tu bổ nguyên cấp thần binh chiến giáp vật liệu, vô cùng tự nhiên chân quý, cũng chỉ có ở vũ trụ phế khư bên trong tìm. Lần này đến vũ trụ phế khư, Lục Minh cũng muốn thử thời vận, xem có thể hay không tìm tới tu bổ nguyên cấp thần binh chiến giáp kim loại vật liệu. Lục Minh, ngươi chờ ta. Cầu cầu nói xong, liền từ Lục Minh trong tay bay ra ngoài, hướng về nơi xa bay đi. Cầu cầu, một khi gặp được mặt khác sinh linh, lập tức phản hồi. Lục Minh cáo chi. Yên tâm. Cầu cầu nói một tiếng, thân ảnh đã biến mất. Lục Minh liền ở tại chỗ trở lên. Bất quá nửa giờ, cầu cầu liền quay trở về. Lục Minh, ta phát hiện địa phương, dưới mặt đất có mỏ kim loại. Cầu cầu nói. Thật sự có. Lục Minh đại hỉ. Lập tức, Lục Minh đi theo cầu cầu, đi tới một vùng núi phía trên. Nói là sơn phong, nhưng thật ra là một mảnh nhô ra nham thạch, phía trên không có bất kỳ cái gì thực vật. Ta cảm ứng được, mảnh này sơn phong phía dưới, thì có một loại mỏ kim loại. Lục Minh, ngươi chờ ta một chút, ta đi xuống xem một chút. Cầu cầu nói xong, liền một đầu đâm vào sơn phong bên trong, nham thạch như là đậu hũ, bị cầu cầu đào ra một cái động lớn. Ước chừng hơn 10 phút về sau, cầu cầu lại từ bên trong cái hang lớn bay ra. Hắn thân thể trở nên một cái đại viên cầu, mở ra miệng rộng, một đoàn kim loại từ miệng hắn bên trong bay ra. Một tiếng ầm vang, đoàn này kim loại nện xuống đất, trọn vẹn cao bằng một người, nặng nề vô cùng, đập mặt đất ầm ầm nổ vang. Đây là Tử Yên Lưu Kim. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Ở Diệt Thiên Quân 10 năm này, Lục Minh không phải uổng phí, cũng nhìn qua rất nhiều điển tịch, biết một chút đẳng cấp cao kim loại vật liệu. Tử Yên Lưu Kim, chính là một loại đẳng cấp cực cao kim loại vật liệu, có thể đủ đến luyện chế chủ cấp thần binh. Có thể luyện chế chủ cấp thần binh vật liệu, đã phi thường chân quý. Cầu cầu như vậy một chút thời gian, thế mà làm ra như vậy to lớn đoàn. Lục Minh, phía dưới thật có một ít đầu loại này kim loại khoáng mạch, ta vừa rồi ăn hết một đống lớn, những cái này, đều là ta chiết xuất đi ra. Cầu cầu nói. Lục Minh gật gật đầu, tự nhiên minh bạch đây là cầu cầu chiết xuất qua. Bằng không thì, nhưng là mỏ kim loại, nào có tinh thuần như vậy. Khẳng định ẩn chứa rất nhiều tạp chất. Cầu cầu, ngươi sao không ăn hết? Lục Minh tò mò hỏi. Lấy cầu cầu bản tính, có cao như vậy cấp kim loại vật liệu bày ở trước mặt, hắn sẽ không ăn đi, sẽ trung thực phun ra. Ta thể nội có quá nhiều tạp chất, cần thời gian chậm rãi tiêu hóa, không thể lại ăn mặt khác kim loại tài liệu. Cầu cầu vẻ mặt đau khổ hỏi. Có quá nhiều tạp chất? Là bởi vì lúc trước tàn phá nguyên cấp thần binh sao? Lục Minh hỏi. Cầu cầu ăn nhiều như vậy tàn phá nguyên cấp thần binh cùng tàn phá chủ cấp thần binh, tu vi thế mà còn là thần đế cửu trọng,
đều không có đột phá thần chủ, cái này không bình thường. Dựa theo Lục Minh suy luận, Cầu Cầu sớm nên đột phá thần chủ cảnh, thậm chí tu vi sớm nên vượt qua Lục Minh. Đúng vậy, không chỉ có là tàn phá nguyên cấp thần binh, còn có tàn phá chủ cấp thần binh, ăn nhiều, đều sẽ lưu lại tạp chất, trước kia còn không có gì, chờ ta tu vi đến thần đế cửu trọng, lại bởi vì tạp chất quá nhiều, chậm chạp không thể tiến hóa. Cầu Cầu vẻ mặt đau khổ nói. Vậy như thế nào mới có thể khứ trừ tạp chất? Lục Minh hỏi. Muốn khứ trừ tạp chất, có hai cái biện pháp, một cái biện pháp chính là dựa vào ta bản thân chậm rãi khứ trừ, bất quá biện pháp này cần thời gian dài đằng đẵng, theo ta suy đoán, tối thiểu cần vạn năm thời gian. Một cái khác, chính là tìm tới một loại chân quý kim loại vật liệu, băng hỏa tinh ngân. Cầu Cầu nói. Băng hỏa tinh ngân, chính là luyện chế nguyên cấp thần binh thiết yếu vật liệu, băng hỏa tinh ngân. Lục Minh hỏi. Đúng vậy, kia liền là loại kia băng hỏa tinh ngân. Cầu Cầu gật đầu. Lục Minh chân mày cau lại. Băng hỏa tinh ngân, cũng không có dễ dàng như vậy lấy được, cực kỳ chân quý. Bởi vì trước mắt Hồng Hoang vũ trụ luyện khí đại sư, muốn luyện chế nguyên cấp thần binh, nhất định phải sử dụng băng hỏa tinh ngân. Băng hỏa tinh ngân có cái cực đặc thù công hiệu, liền là có thể điều hòa đủ loại bất đồng vật liệu luyện khí, khiến cho những cái này bất đồng vật liệu luyện khí, nước giao sữa dung, hoàn mỹ dung hợp. Dạng này, sẽ tăng lên rất nhiều luyện chế nguyên cấp thần binh xác suất thành công. Tỷ như, Diệt Thiên Quân cái vị kia luyện khí đại sư, tại luyện chế nguyên cấp thần binh thời điểm, nếu như gia nhập băng hỏa tinh ngân, luyện chế nguyên cấp thần binh xác suất thành công, ước chừng có thể có hai thành. Nếu không có băng hỏa tinh ngân, luyện chế nguyên cấp thần binh xác suất thành công, nửa thành cũng chưa tới. Đúng vậy, liền xem như vũ trụ cao cấp nhất luyện khí đại sư, luyện chế nguyên cấp thần binh xác suất thành công, đều thấp như vậy. Lúc đầu, muốn gom góp luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh vật liệu, đã là muôn vàn khó khăn, thật vất vả gọp đủ, cầm lấy đi luyện chế, nói không chừng còn là thất bại. Để chân quý vật liệu luyện khí, hóa thành phế phẩm. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, vũ trụ phế khư bên trong muốn tìm được hoàn hảo không hao tổn nguyên cấp thần binh quá khó khăn. Cho nên, vũ trụ bên trong nguyên cấp thần binh mới ít ỏi như thế, chỉ có người có vận may lớn mới có thể thu được. Cho dù có vài bản nguyên cảnh cường giả, trong tay đều không có nguyên cấp thần binh. Cứ như vậy, liền lộ ra băng hỏa tinh ngân chân quý, dù sao, tại luyện chế nguyên cấp thần binh quá trình bên trong, tăng thêm băng hỏa tinh ngân, thành công có thể tăng lên một thành nửa còn nhiều. Mà Cầu Cầu, muốn nhanh chóng luyện hóa thể nội tạp chất, liền cần băng hỏa tinh ngân. Đại khái cần bao nhiêu? Lục Minh hỏi. Ước chừng cần 10 cân. Cầu Cầu nói. Tia. Lục Minh hít sâu một hơi. 10 cân, nhiều lắm. Đối với mặt khác chân quý kim loại vật liệu mà nói, khả năng chỉ cần một mảnh to bằng móng tay, cũng trọng hơn 10 vạn cân, mấy trăm vạn cân. Nhưng là băng hỏa tinh ngân không giống nhau, băng hỏa tinh ngân cực nhẹ. Lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối băng hỏa tinh ngân, ước chừng chỉ có 1 gram nặng. Mà theo Lục Minh biết, luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh, chỉ cần gia nhập 1 cân băng hỏa tinh ngân. 10 cân băng hỏa tinh ngân, thế nhưng là có thể luyện chế 10 kiện nguyên cấp thần binh lượng. Cầu Cầu cũng biết băng hỏa tinh ngân khó được, chỉ có thể cầu xin vẻ mặt, nói, xem ra ta chỉ có thể chậm rãi mài giũa, tiêu phí mấy vạn năm thời gian luyện hóa, chờ mấy vạn năm về sau, không biết tu vi bị ngươi vung ra mấy con phố. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Lục Minh sờ lên Cầu Cầu mập mạp đầu, dạng này an ủi hắn. Ngao. Cầu Cầu tiếp tục vẻ mặt đau khổ. Cầu Cầu, đi thôi, tiếp tục đào mỏ a, những cái này kim loại ta cho tổn lấy. Chờ ngươi đột phá thần chủ cảnh, liền cho ngươi ăn. Lục Minh dạng này khích lệ Cầu Cầu. Hắn đương nhiên sẽ không cho Cầu Cầu tổn lấy, chờ trở về sau, liền lấy ra luyện khí đi. Đương nhiên, Cầu Cầu cần khích lệ. Tốt. Quả nhiên, Cầu Cầu lai kính, một đầu lại tiến vào dưới mặt đất, liều mạng đào lên. Lục Minh dọc theo Cầu Cầu đào lên thông đạo, tiến vào bên trong quan sát. Dưới mặt đất, quả nhiên đều là tím óng ánh tử yên lưu kim khoáng thạch. Chỉ thấy Cầu Cầu thân thể trở nên to lớn, mở cái miệng rộng, soạt 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 đem số lớn khoáng thê nuốt vào trong bụng, một lúc sau, hắn phù một tiếng, đem những cái kia tạp chất đều phun ra, lưu tại miệng hắn bên trong, đều là tinh khiết tử yên lưu kim. Mang theo Cầu Cầu đến vũ trụ phế khư, thực sự là dễ chịu, coi như cái khác thu hoạch nhỏ, kim loại vật liệu, tuyệt đối sẽ có đại thu hoạch. Lục Minh mỉm cười. Đáng tiếc, nếu như Cầu Cầu đạt đến thần chủ cảnh, đào móc khoáng mạch, chiết xuất kim loại năng lực sẽ tăng lên rất nhiều một đoạn a. Lục Minh tâm lý lại là thở dài. Cầu Cầu tiếp tục đào móc chiết xuất khoáng thạch,
ra sức rất, bởi vì những cái này Lục Minh sẽ giúp hắn tồn lấy, về sau tất cả thuộc về hắn, hắn tự nhiên tò mò. Lục Minh là về tới mặt đất, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hiện tại mặc dù không có khả năng tăng cao tu vi, nhưng là có thể lĩnh hội Hồng Hoang thức. Mặt khác, cũng có thể lĩnh hội Chiến Tự Quyết. Ở Lục Minh trong quá trình tu luyện, nửa tháng trôi qua thời gian. Nửa tháng, Cầu Cầu đã đem dưới mặt đất đầu này cỡ nhỏ khoáng mạch toàn bộ đào rỗng, tinh luyện hơn một ức cân tử yên lưu kim. Hơn một ức cân tử yên lưu kim, đầy đủ luyện chế 10 kiện chủ cấp thần binh. Đương nhiên, một kiện chủ cấp thần binh, không có khả năng chỉ dùng một loại vật liệu, còn cần phối hợp mặt khác tài liệu quý hiếm, nhưng đây cũng là đại thu hoạch. Đào quang cái quặng mỏ này, Cầu Cầu lại đem trên phiến đại lục này đều thăm dò một lần, không có phát hiện gì khác lạ. Sau đó, hai người rời đi trên phiến đại lục này, tiếp tục du lịch lên. Lục Minh cũng không có mục tiêu, chỉ cần thấy được cảm giác còn có thể đại lục, liền đi lên xem một chút. Muốn có thu hoạch, vẫn là muốn dựa vào cơ duyên, dựa vào vận khí. Nghe nói, trước kỳ nguyên tu hành giả, ưa thích ở các nơi danh sơn đại xuyên mở ra tu hành động phủ. Trước kỳ nguyên Hồng Hoang đại lục, có vô số cường giả động phủ, về sau bị đánh nát, có chút động phủ khả năng bảo tồn lại, phân bố ở từng cái đại lục mảnh vỡ bên trong. Nếu như ở phía nào đó đại lục mảnh vỡ bên trong tìm được một chỗ trước kỷ nguyên cường giả lưu lại động phủ, nói không chừng sẽ có phát hiện kinh người. Lịch sử phía trên, ví dụ như vậy rất nhiều. Cho nên vũ trụ phế khư, chính là một mảnh vô tận bảo khố, chờ đợi người khai quật, cũng hấp dẫn vô số cao thủ tiến vào bên trong. Bất quá Lục Minh vận khí tốt giống dùng hết rồi. Tiếp xuống mấy tháng, hắn và Cầu Cầu liên tục dò xét mấy chục phiến đại lục, đều không có cái gì trọng đại phát hiện. Có vài miếng đại lục, ngược lại là ẩn chứa kim loại khoáng mạch, nhưng là cái kia kim loại tương đối thấp cấp, chỉ có thể luyện chế thần đế cấp thần binh, hoặc là thần hoàng cấp thần binh. Bậc này kim loại, Lục Minh tự nhiên là nhìn không thuận mắt, cũng lười tiêu phí thời gian để Cầu Cầu đi đào móc. Thẳng đến 3 tháng, Lục Minh bọn họ mới lại tại một trên phiến đại lục, phát hiện một loại chân quý kim loại, một loại có thể luyện chế chủ cấp thần binh kim loại. Cầu Cầu hao tốn hơn 10 ngày, ở nơi này kim loại đào móc không còn. Mấy tháng này, Lục Minh không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có đụng phải bất kỳ sinh linh, tự nhiên, cũng không có đụng phải thiên cung người. Cái này vũ trụ phế khư, thật đúng là hoang vu. Lục Minh nói thầm trong lòng, bất qua nghĩ đến một cái khác vấn đề, nhường hắn kinh hãi. Kia liền là trước kỷ nguyên đại chiến. Trước kỷ nguyên đại chiến, thế mà đem cuồn cuộn vô ngần Hồng Hoang đại lục đều đánh nát, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo đối vũ trụ phế khư hiểu rõ xâm nhập, Lục Minh càng là cảm thấy khủng bố. Vũ trụ phế khư quá lớn, đại lục mảnh vỡ vô số, những đại lục này mảnh vỡ ngưng tập hợp một chỗ, sẽ có bao lớn? Sẽ hùng vĩ đến mức nào? Dạng gì tồn tại, dạng gì chiến lực, có thể đem như vậy hùng vĩ đại lục đánh nổ? Dù sao, bản nguyên cảnh tồn tại, là tuyệt đối không thể nào làm được. Không nói những cái khác, bản nguyên cảnh tồn tại, ngay cả Long tộc mẫu tinh dạng này tinh cầu, cũng không thể đánh nổ, lại càng không cần phải nói trước kỷ nguyên Hồng Hoang đại lục. Hơn nữa đánh nổ về sau, vô cùng vô tận tuế nguyệt đến nay, để quy tắc áo nghĩa hỗn loạn không chịu nổi, đến gần nhất hơn 10 cái năm hàng tinh, mới chậm rãi khôi phục. Một trận đại chiến ảnh hưởng, kéo dài khá dài như vậy tuế nguyệt, cũng có thể xưng kinh người. Càng nghĩ, càng là cảm thấy trước kỷ nguyên như một cái động không đáy đồng dạng, sâu không lường được, cũng như một đoàn mê vụ đồng dạng, khó có thể tìm hiểu ngọn ngành. Lắc đầu, đem những cái này phức tạp suy nghĩ ném ra ngoài ngoài não. Đó là... Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy phải phía trước, có một khối đại lục, to lớn vô cùng, so trước đó hắn gặp phải bất luận cái gì đại lục đều muốn to lớn. Hơn nữa mảng đại lục này, lại có thực vật. Một loại đen nhánh thực vật, liền lá cây đều là đen nhánh. Lục Minh thật nhanh bay đi, xa xa dò xét, quả nhiên, trên phiến đại lục này rất nhiều nơi, đều bao trùm lấy một loại đen nhánh thực vật. Trên phiến đại lục này, thế mà dựng dục ra thực vật, sản vật khẳng định rất phong phú, không biết sẽ có hay không có Hồng Hoang tinh. Lục Minh mắt sáng rực lên. Hồng Hoang tinh, ẩn chứa năng lượng cường đại, đồng dạng, cũng lại phát ra đến, tầm bổ vạn vật. Nơi này có đại lượng thực vật, nói không chừng thật ẩn chứa Hồng Hoang tinh. Bất quá, có thực vật, nói không chừng cũng sẽ dựng dục ra một chút đáng sợ côn trùng. Lục Minh cẩn thận rồi một chút, thu liếm khí tức, đi tới một mảnh trên rừng rậm không, linh thức phát tán ra, bao phủ rừng rậm, tử tế quan sát. Không có bất kỳ cái gì sinh linh. Một lát sau, Lục Minh nói nhỏ.
Vùng rừng rậm này, chỉ có thực vật, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Bất quá Lục Minh cũng không có như vậy buông xuống lòng phòng bị, dù sao đây là vũ trụ phế khư, bất kỳ địa phương nào, đều có thể tràn đầy nguy cơ, lịch sử phía trên, không biết có bao nhiêu cao thủ chết tại vũ trụ phế khư bên trong. Lục Minh đương nhiên sẽ không phớt lờ, hắn một bên phi hành, một bên tiếp tục dùng linh thức dò xét. Bất quá, Lục Minh dò xét mảng lớn khu vực, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh. Lục Minh lúc này mới hơi buông xuống một chút cảnh giác. Có lẽ, trên phiến đại lục này, chỉ dựng dục ra thực vật, còn không có dựng dục ra mặt khác sinh linh. Cầu cầu, ngươi xuống dưới kiểm tra một chút có hay không mỏ kim loại, thuận tiện tìm xem có hay không hồng hoang tinh, ta cũng đi tìm xem, nhìn xem có hay không hồng hoang tinh. Lục Minh nói, được rồi, giao cho ta. Cầu cầu nói xong, bay ra ngoài, dọc theo mặt đất dò xét. Mà Lục Minh thì là hướng về một phương hướng khác bay đi. Hồng hoang tinh chỉ có thể dựa vào hắn cảm ứng. Có hồng hoang tinh địa phương, năng lượng thiên địa khẳng định không bình thường, muốn cảm ứng ra đến cũng không khó. Lục Minh một bên phi hành, một bên cảm ứng, đáng tiếc, phi hành non nửa khối đại lục, đều không có phát hiện bất kỳ dị thường nào địa phương. Lúc này cầu cầu truyền đến tin tức, có thu hoạch. Nghe được cầu cầu tin tức truyền đến, Lục Minh lập tức bay đi. Lục Minh, ta ở nơi này dưới mặt đất phát hiện một chỗ quặng mỏ, ta cảm giác, nơi này hầm mỏ kim loại, cao cấp vô cùng a, nhìn ta đều phải chảy nước miếng. Cầu cầu kêu lên, vây quanh Lục Minh bay tới bay lui, hưng phấn dị thường. Cao cấp vô cùng, so trước đó gặp phải đều cao cấp hơn. Lục Minh giật mình, liền vội vàng hỏi. Đúng vậy, đều cao cấp hơn, hơn nữa cao cấp rất nhiều, thoạt nhìn quá mỹ vị. Cầu cầu hưng phấn kêu lên. Đi, đi xem một chút. Lục Minh có chút không thể chờ đợi. Sau khi trước phát hiện kim loại đều cao cấp hơn, chẳng lẽ là có thể luyện chế nguyên cấp thần binh vật liệu. Lục Minh dọc theo cầu cầu đào ra quặng mỏ, một mực hướng phía dưới. Lần này, cầu cầu đào lên quặng mỏ rất sâu, Lục Minh cảm giác một mực hướng phía dưới phi hành mấy chục vạn dặm, cuối cùng đã tới mục đích. Đây là... Hắn phát hiện, sâu trong lòng đất khoáng thế, là màu đen nhánh, từ xa nhìn lại, phảng phất một mảnh đêm tối một dạng. Đây chẳng lẽ là Hắc Thiên Nguyên Kim khoáng thạch? Lục Minh không khỏi tim đập rộn lên. Hắc Thiên Nguyên Kim, chính là một loại có thể luyện chế nguyên cấp thần binh trọng yếu vật liệu, hơn nữa luyện chế nguyên cấp thần binh chủ yếu nhất hai loại vật liệu một trong. Một loại khác vật liệu, tên là xích huyết nguyên kim. Chỉ phải có đầy đủ Hắc Thiên Nguyên Kim cùng xích huyết nguyên kim, cộng thêm mặt khác một chút đẳng cấp không có cao như vậy vật liệu, liền có thể luyện chế nguyên cấp thần binh. Đương nhiên, nếu như tăng thêm băng hỏa tinh ngân, xác suất thành công sẽ cao hơn. Đây chính là luyện chế nguyên cấp thần binh đỉnh cấp thần kim A, không nghĩ tới, thật bị hắn gặp như vậy một tảng lớn. Cầu cầu, chiết xuất một chút đi ra cho ta xem một chút. Lục Minh nói. Không có nói trong sáng đi ra, chỉ nhìn một cách đơn thuần khoáng thạch, vẫn không thể phán đoán chính xác. Tốt, bất quá cái này khoáng thạch bên trong, kim loại hàm lượng cực thấp, muốn chiết xuất nhưng không có đơn giản như vậy, cần tiêu phí một chút thời gian. Nói xong, cầu cầu liền há to mồm, lạch cạch cắn hắc sắc khoáng thạch. Khối lớn khoáng thạch, bị cầu cầu nuốt vào trong miệng. Bất quá hiển nhiên có thể nhìn thấy, cầu cầu cắn mỏ sắt tốc độ, không có lấy trước như vậy nhanh, Lục Minh thử một chút. Phát hiện cái này hắc sắc khoáng thạch, cứng rắn hết sức, Lục Minh bàn tay như đao, thiết ở khoáng thạch phía trên, cũng chỉ có thể chém xuống lớn chừng bàn tay một khối nhỏ. Lục Minh hiện tại toàn lực một trường, so một chút chủ cấp thần binh còn muốn sắc bén, thế mà chỉ có thể chém xuống một khối nhỏ. Phải biết, đây chỉ là khoáng thạch, không phải chiết xuất đi ra kim loại, thế mà đều như vậy cứng rắn. Khó trách cầu cầu cắn tốc độ muốn chậm rất nhiều. Hơn 2 giờ về sau... Cầu cầu ước chừng nuốt vào 100 mét khối thể tích khoáng thạch, liền ngừng lại, bắt đầu chiết xuất lên. Trọn vẹn dùng một ngày thời gian, cầu cầu mới phun ra một tảng lớn tạp chất, sau đó, một khối lớn chừng trái nhãn kim loại, từ cầu cầu trong mồm bay ra. Lục Minh một phát bắt được, cánh tay run rẩy một chút. Thật nặng! Lớn chừng trái nhãn một khối kim loại, Lục Minh lại cảm giác giống như bắt được một cái tinh cầu. Là Hắc Thiên Nguyên Kim, quả nhiên không sai, đích thật là Hắc Thiên Nguyên Kim. Ha ha ha, thật phát tài. Lục Minh tâm lý cuồng hỉ. Lục Minh, loại này kim loại kêu cái gì, cảm giác thật rất mỹ vị a, nhưng ta hiện tại không dám ăn, ngươi giữ cho ta, chờ ta luyện hóa tạp chất, lại cho ta ăn. Cầu cầu nói, loại này gọi là Hắc Thiên Nguyên Kim, yên tâm, ta nhất định giữ cho ngươi. Lục Minh cười nói,
cười cáo già. Đáng tiếc, đơn thuần cầu cầu, chỗ nào nhìn ra, lập tức hưng phấn hết sức. Loại này kim loại đẳng cấp quá cao, ta chiết xuất lên rất chậm, nếu là ta tu vi cao một chút cũng nhanh, Lục Minh, ngươi muốn nhiều chờ ta một chút. Cầu cầu nói, không có việc gì, nhiều chờ một chút cũng không sao. Lục Minh nói, được rồi, ta muốn làm một vố lớn. Cầu cầu hưng phấn nhào ra ngoài, lạch cạch cắn lên khoáng thạch. Cầu cầu, ra sức làm a, đằng sau ta sẽ tìm một chút tàn phá nguyên cấp thần binh đền bù tổn thất ngươi. Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu. Chân quý như vậy kim loại vật liệu, tự nhiên là không thể cho cầu cầu ăn. Hắc thiên nguyên kim, cứng rắn hết sức, nếu như thu thập được xích huyết nguyên cấp, hơn nữa băng hỏa tinh ngân, phối hợp mặt khác một chút vật liệu, liền có thể tìm luyện khí đại sư, luyện chế nguyên cấp thần binh chiến giáp. Mà tàn phá nguyên cấp thần binh, mặc dù bên trong cũng ẩn chứa tài liệu chân quý, nhưng lại cần chiết xuất, người bình thường căn bản làm không được, vẫn là muốn loại kia đỉnh cấp luyện khí đại sư mới có thể làm được, quá phiền toái. Còn không bằng cho cầu cầu ăn tính. Lần này, cầu cầu duy nhất một lần gặp mấy ngàn thước khối khoáng thạch, mới bắt đầu chiết xuất. Lục Minh liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu hồng hoang thức. Hồng hoang giới lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu, linh thức tiến vào hồng hoang giới nội bộ, quan sát hồng hoang giới bên trong sông núi đại lục. Hồng hoang giới bên trong có lẽ thật là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục một khối mảnh vỡ luyện chế mà thành, hơn nữa còn là bảo trì hoàn hảo mảnh vỡ, cùng vũ trụ phế khư bên trong mảnh vỡ, hoàn toàn không giống. Có thể dò mó trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục phong mạo. Coi đây là so sánh, Lục Minh đối với hồng hoang thức mỗi lần sẽ có lĩnh ngộ mới. Trong nháy mắt, đi qua hơn 10 ngày, cầu cầu cuối cùng đem trước ăn khoáng thạch, chiết xuất đi ra, thu được một đoàn bát cơm lớn nhỏ hắc thiên nguyên kim. Không sai, không sai, lại có 10 khối lớn nhỏ như vậy hắc thiên nguyên kim, đã đủ luyện chế một thanh nguyên cấp thần binh lượng. Lục Minh vui vẻ ra mặt, đem đoàn này hắc thiên nguyên kim, thu vào bên trong hồng hoang giới. Chân quý bực này bảo vật, tự nhiên là thu ở trong hồng hoang giới tương đối an tâm. Cầu cầu lại nhào ra ngoài, gặm lên hắc thiên nguyên kim khoáng thạch, mà Lục Minh thì là tiếp tục tu luyện. Nhưng là, sau mấy tiếng, liền nghe được cầu cầu tiếng kêu. Lục Minh, Lục Minh, ngươi mau đến xem, nhìn xem đây là cái gì. Cầu cầu kêu lên. Lục Minh kết thúc tu luyện, thân hình lóe lên, xuất hiện cầu cầu một bên, hướng về phía trước nhìn lại. Đó là... Lục Minh tâm lý chấn động. Ở cái kia phủ đầy dấu răng ngấn khoáng thạch trên tường, nằm một cái to bằng trứng gà tiểu nhân tinh thạch. Tinh thạch thành màu trắng sữa, Lục Minh có thể cảm giác được, trong tinh thạch, ẩn chứa nồng đậm vô cùng năng lượng, hơn nữa tinh thạch cũng có từng tia năng lượng không ngừng lan tràn ra. Loại năng lượng này, Lục Minh quá quen thuộc, năm đó ở trong Thái Thượng Tiên Thành, luyện hóa rất nhiều. Hồng hoang khí. Đúng vậy, khối này tinh thạch tràn ngập ra năng lượng, chính là hồng hoang khí. Như vậy, khối này tinh thạch, chính là hồng hoang tinh. Lục Minh con mắt sáng tỏ hết sức, như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này hắc thiên nguyên kim khoáng thạch bên trong, thế mà ẩn chứa hồng hoang tinh. Hắn ở liền phỏng đoán, trên phiến đại lục này, hẳn là sẽ có hồng hoang tinh, bằng không thì sẽ không dựng dục ra nhiều như vậy thực vật. Nhưng là lúc trước hắn vẫn không có tìm tới, không nghĩ tới, hồng hoang giới thế mà kẹp ở hắc thiên nguyên kim khoáng thạch. Lục Minh bàn tay như đao, liên tục xuất thủ, bổ vào phiến kia khoáng thạch bên trên, đem một khối này khoáng thạch, liên quan hồng hoang tinh bổ xuống dưới. Sau đó đem giáp danh khoáng thạch tách ra rơi, một hoàn chỉnh hồng hoang tinh xuất hiện Lục Minh trong tay. Chỉ là cầm ở trên tay, đều có thể cảm nhận được bên trong cái kia bành trướng tinh khiết năng lượng. Cầu cầu, ngươi tiếp tục chiết xuất hắc thiên nguyên kim, nếu như phát hiện loại này tinh thạch, nói cho ta một tiếng. Lục Minh dặn dò cầu cầu một câu, liền ngồi xếp bằng. Hắn chuẩn bị bắt đầu hấp thu khối này hồng hoang tinh tu luyện, nhìn xem hồng hoang tinh hiệu quả tốt không tốt. Hai tay nắm hồng hoang tinh, vận chuyển cấm kỵ chi lực, một cỗ cường đại lực hấp dẫn sinh ra. Hô hô hô! Hồng hoang tinh bên trong, thế mà sinh ra động kinh một dạng thanh âm, sau đó hùng hậu tinh khiết năng lượng, không ngừng tràn vào Lục Minh thể nội. Năng lượng thật là tinh khiết, cùng hồng hoang đan một dạng. Lục Minh lộ ra vẻ vui mừng. Hồng hoang tinh bên trong năng lượng, cùng Thái Thượng Tiên Thành bên trong hồng hoang đan không sai biệt lắm, đều vô cùng tinh khiết, phi thường dễ dàng hấp thu luyện hóa. Nhưng là, hồng hoang tinh bên trong năng lượng, lại so hồng hoang đan, hùng hậu ngưng luyện không biết bao nhiêu lần. Hùng hậu vô cùng năng lượng, như đại giang chi thủy, liên tục không ngừng rót vào Lục Minh thể nội, sau đó bị Lục Minh luyện hóa, chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực.
Lục Minh ước chừng dùng 1 giờ, liền xé một khỏa hồng hoang tinh năng lượng, toàn bộ dùng hết. Ta tu vi, quả nhiên tăng lên một chút, hồng hoang tinh, thật sự huyền diệu. Lục Minh âm thầm dò xét bản thân tu vi, đối hồng hoang tinh, lộ ra càng thêm lửa nóng khát vọng. Chỉ là một cái hồng hoang tinh, liền để Lục Minh tu vi tăng lên một chút, đương nhiên, khoảng cách thần chủ nhị trọng, còn có khoảng cách rất xa. Thần chủ cảnh, tăng lên một trọng tu vi, yêu cầu năng lượng, là số lượng cao. Lại càng không cần phải nói, Lục Minh loại này cấm kỵ chi thể, tăng lên một trọng tu vi, yêu cầu năng lượng, càng là hết sức khủng bố. Bất quá Lục Minh đoán chừng, chỉ cần 100 khối tả hữu hồng hoang tinh, hắn tu vi, liền có thể tăng lên tới thần chủ nhất trọng đỉnh phong. Về phần đột phá thần chủ nhị trọng, cần bao nhiêu hồng hoang tinh, còn không tốt tính ra. Hy vọng mảnh này khu vực, có càng nhiều hồng hoang tinh a. Lục Minh lộ ra chờ mong, một bên lĩnh hội một bên chờ đợi. Bất quá, cầu cầu lại gặp mấy trăm thước khối khoáng thạch, đều không có phát hiện khối thứ hai hồng hoang tinh, cái này khiến Lục Minh có chút thất vọng. Chẳng lẽ nơi này, chỉ có một khối hồng hoang tinh? Lục Minh nhíu mày suy nghĩ. Bất quá gấp cũng vô ích, chỉ có thể chờ đợi cầu cầu chiết xuất xong, lại tiếp tục đào móc. Dựa vào hắn bản thân đào móc, là không thể nào, khoáng thạch quá cứng rắn, hiệu suất quá thấp. Hao tốn một ngày, cầu cầu lại phun ra một khối bát cơm lớn nhỏ hắc thiên nguyên kim, liền tiếp tục gặm lên hắc thiên nguyên kim. Lần này cũng không lâu lắm, cầu cầu lại kêu lên, bởi vì lại phát hiện một khối hồng hoang tinh. Lục Minh đại hỉ. Xem ra, mảnh này khu vực, không chỉ một khối hồng hoang tinh, mà là có bao nhanh, chỉ là phân bố tương đối phân tán. Đem hồng hoang tinh lấy xuống, Lục Minh tiếp tục hấp thu luyện hóa. Hồng hoang tinh bảo vật như vậy, không cần thiết chứa đựng, lấy được liền muốn luyện hóa hết, chỉ có chuyển hóa làm bản thân thực lực, mới có thể phát huy đưa ra giá trị. Rất nhanh, Lục Minh liền xé khối thứ hai hồng hoang tinh hấp thu luyện hóa, tu vi lại hướng về phía trước tăng lên một bước. Cứ như vậy, cầu cầu một bên đào móc khoáng thạch, tinh luyện khoáng thạch, Lục Minh một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Rất nhanh, Lục Minh cùng cầu cầu, ngay ở chỗ này đợi thời gian 2 năm. 2 năm thời gian, cầu cầu chiết xuất đi ra hắc thiên nguyên kim lượng, đầy đủ luyện chế 4 thanh nguyên cấp thần binh. Mà Lục Minh, tổng cộng chiếm được hơn 50 khối hồng hoang tinh, toàn bộ luyện hóa về sau, hắn tu vi có tăng lên rất nhiều, khoảng cách thần chủ nhất trọng đỉnh phong, càng ngày càng gần. Cầu cầu đoán chừng, mảnh này hắc thiên nguyên kim khoáng thạch, đại khái còn có chừng phân nửa, nếu như đều có phân bố hồng hoang tinh mà nói, ước chừng còn có thể được 50 khối tả hữu hồng hoang tinh, đầy đủ để ta tu vi tăng lên tới thần chủ nhất trọng đỉnh phong. Lục Minh lộ ra ý cười. Mới tiến vào vũ trụ phế khư mấy năm mà thôi, thì có bậc này thu hoạch, tuyệt đối là đại cơ duyên. Thời gian mấy năm, lấy được nhiều như vậy hồng hoang tinh, còn có cái kia bao nhiêu hắc thiên nguyên kim, nếu để cho mặt khác thần chủ cảnh tồn tại biết rõ, muốn hâm mộ con mắt phát tím. Phải biết, vũ trụ phế khư mặc dù là một bảo khố, ẩn chứa vô tận bảo vật cùng cơ duyên, nhưng là thật sự là quá lớn, không cần nói cái khác, tùy tiện một khối đại lục mảnh vỡ, diện tích đều lớn đến kinh người. Muốn ở vũ trụ mênh mông phế tích tìm kiếm được bảo vật, độ khó cũng là phi thường lớn. Rất nhiều người ở vũ trụ phế khư đi dạo mấy vạn năm vài chục vạn năm, thường thường đều không có chút nào thu hoạch. Lục Minh cũng là có cầu cầu, mới có thể có dạng này thu hoạch. Cầu cầu đối với kim loại vật liệu, khoáng thạch các loại, cực kỳ mẫn cảm, coi như giấu ở sâu dưới lòng đất mấy chục vạn dặm, đều có thể cảm ứng được. Mà như bay hoàng giao cho Lục Minh cảm ứng kim loại tài liệu trận bàn, căn bản không cảm ứng được sâu như vậy khu vực. Nếu là không có cầu cầu, Lục Minh cũng tìm không tới đây hắc thiên nguyên kim cùng hồng hoang tinh. Trừ phi Lục Minh đi tiêu phí thời gian dài, ở trong này đào hang, dọc theo mặt đất không ngừng đào hang tìm kiếm, nhưng là như thế, thời gian liền muốn dùng ngàn năm vạn năm qua tính toán. Cùng trước đó một dạng, Lục Minh một bên lĩnh hội hồng hoang thức cùng chiến tự quyết, một bên chờ lấy cầu cầu. Mà lúc này, trên phiến đại lục này không, lại xuất hiện một đoàn người. Một tổng cộng có mười mấy người, lại là thiên nhân tộc. 10 cái thiên nhân tộc vừa đến đại lục trên không, liền quan sát chung quanh lên. Trên phiến đại lục này dựng dục ra thực vật, vô cùng có khả năng ẩn chứa hồng hoang tinh. Trong đó một cái thiên nhân tộc lão giả nói, người này mũi cao thẳng, cái cằm rộng lớn, ánh mắt khép mở tầm đó, có từng sợi hung quang hiện lên. Bất quá trên phiến đại lục lớn như vậy, muốn tìm kiếm, cũng phi thường khó a. Một cái khác thiên nhân tộc trung niên đại hán nói, mặc kệ có khó không, một khi có chỗ phát hiện, chính là đại thu hoạch, chúng ta phân tán ra tìm kiếm a, nói không chừng còn có thể tìm tới chân quý kim loại vật liệu đây.
Mũi cao thẳng thiên nhân tộc lão già cười hắc hắc, sau đó phân phó mặt khác thiên nhân tộc, phân tán ra đi dò xét. 10 cái thiên nhân tộc, từng cái trong tay đều có một cái trận bàn, là thiên cung luyện khí đại sư luyện chế được, chuyên môn dùng để dò xét kim loại tài liệu. 10 cái thiên nhân tộc phân tán đến đại lục các nơi, bắt đầu dò xét. Trong nháy mắt, đi qua mấy ngày, 10 cái thiên nhân tộc, không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ trên phiến đại lục này, không có bất kỳ cái gì chân quý kim loại cùng hồng hoang tinh, hẳn là sẽ không a, chẳng lẽ là ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất, chỉ là ở sâu dưới lòng đất, muốn tìm được, khó khăn. Mũi cao thẳng thiên nhân tộc lão giả nâng trận bàn, một bên phi hành, một bên nhíu mày. Bỗng nhiên, hắn xuất ra một khối ngọc phù, là truyền âm ngọc phù, vừa rồi hắn nhận được tin tức. Mộng huyễn thần ngọc tiến vào vũ trụ phế khư, liền mất đi tác dụng, thiên nhân tộc cũng chỉ có thể dùng truyền âm ngọc phù, tiến hành cự ly ngắn truyền âm. Có phát hiện, mũi cao thẳng thiên nhân tộc lão giả ánh mắt sáng lên, sau đó hướng về phía bắc phương hướng bay đi. Sau một thời gian ngắn, bọn họ đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp trên không. Có phát hiện gì? Mũi cao thẳng thiên nhân tộc lão giả vừa đến, liền không kịp chờ đợi hỏi. Giờ phút này, mặt khác 10 cái thiên nhân tộc, đều đã hội tụ ở đây. Đại nhân, ta đang dò xét thời điểm, phát hiện rừng rậm này phía dưới, có một cái huyệt động, tựa hồ là bị người vì đào ra. Trong đó một cái thiên nhân tộc bẩm báo nói. Hết tập 296.